ba tông các ngươi còn thất thần làm gì? Trận pháp đã phá, thời điểm các ngươi chém giết đã tới. Tiêu Vân hét lớn một tiếng, ba đại tông chủ kia lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng. Trước đó bọn họ xuất chiến hoàn toàn là vì bất đắc dĩ, bị Giang Trần ức hiếp. Thế nhưng mà liên tục phá trận không thành, thương vong một nhóm lớn đệ tử, cho nên sau đó bất đắc dĩ hoàn toàn truyền thành cừu hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Phàm là đệ tử tam tông chúng ta, nghe lệnh đằng hào ta, giết vào trong. Thảo phạt hôn quân vô đạo, giúp đỡ chính nghĩa xích đỉnh trung vực, diệt trừ khối u ác tính yến ra. Diệt trừ khối u ác tính yến ra, đưa xích đỉnh trung vực ra khỏi tối tăm, yến ra bị bất diệt thiên đô lừa gạt, sai bảo. Là khôi lỗi của bất diệt thiên đô, nguyện cho bất diệt thiên đô ra roi, mang tới tai họa ngập đầu cho xích đỉnh trung vực. Yến ra không chết, đại nạn không hết, ba đại tông môn này trong lúc tới đây đã sớm nghĩ kỹ khẩu hiệu. Những khẩu hiệu này tự nhiên không phải là cho người hoàng thất nghe, mà là hô cho người của cả xích đỉnh trung vực nghe vào. Bọn họ cũng không hy vọng sau khi diệt hoàng thất, trên trán lại dán vào danh tiếng làm phản. Bởi vậy bọn họ phải dựa vào lá cờ chính nghĩa này. Hạ thống lĩnh trợn mắt, giơ binh khí trong tay lên, nói. Các dũng sĩ, bệ hạ nuôi chúng ta 10 năm, mấy chục năm, đây chính là lúc chúng ta trung quân đền nợ nước. Giết những phản tặc này cho ta, hạ thống lĩnh là kẻ tài cao gan lớn, xung trận phóng ngự lên trước. Xung phong về phía ba đại tông chủ, tu vi của hạ thống linh hoàn toàn không kém hơn ba đại tông chủ, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một người trong ba người. Quách lão dẫn theo cao thủ đại nội, giống như hình với bóng đi theo hai bên hạ thống linh, phóng về phía ba đại tông chủ. Bắt người trước tiên phải bắt ngựa, bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Thủ lĩnh của ba đại tông môn chính là ba đại tông chủ này. Thực lực của ba đại tông chủ ra sao, hạ thống lĩnh và quách lão đều hiểu rõ. Lại nói, hạ thống linh và quách lão dù gì cũng có thực lực tuyệt đối có thể nhỉnh hơn bất luận một ai trong ba tông chủ thế nhưng mà loại hỗn chiến này khó mà nói trước kết quả được nhưng mà bọn họ cảm thấy bên hoàng thất có ưu thế rõ ràng võ giả của hoàng thất là quân đội chính quy đều được huấn luyện một cách nghiêm khắc rèn luyện rất nhiều hơn nữa lại trung thành hung hãn không sợ chết cường giả tông môn có lẽ cũng mạnh nhưng mà bọn họ không có rèn luyện tác chiến hàng ngày loại hỗn chiến quy mô lớn này không có chiến đấu Rèn luyện hàng ngày, một khi hỗn chiến, bên rèn luyện, tác chiến hàng ngày nhất định sẽ là bên có ưu thế. Hạ thống lĩnh, chú ý ba đại tông chủ, trước tiên nên trừ những tên đầu sỏ, quách lão nhắc nhở, hạ thống lĩnh điên cuồng gào thét, đằng đằng sát khí. Người giết được ba đại tông chủ, thưởng ba ngàn vạn linh thạch. Đầu của ba đại tông chủ nhất định không chỉ ba ngàn vạn. Nhưng mà số tiền lớn này cũng đã kích thích ý chí của những cao thủ đại nội và ngự lâm quân. Hai quân công kích, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lúc này hòe sơn nhị tiêu trên không trung cười một tiếng quái dị, liếc mắt nhìn nhau, tâm hữu linh tê. Vũ khí trong tay hai người lần nữa vung lên, chiếc chùy màu đỏ kia giống như một đạo lưu tinh mang theo tàn ảnh trực tiếp đánh vào đầu hạ thống lĩnh kia. Hạ thống lĩnh, cẩn thận, công kích bỗng nhiên từ hư không đánh tới khiến cho nhân vật như hạ thống lĩnh cũng có chút bối rối. Nhưng mà tên này cũng cường hãn, trong lúc nguy cấp biến trốn tránh không kịp, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, giống như là bình chướng, chắn ngang trước mặt hắn. Hư, châu chấu đá xe, tiêu vân hừ lạnh một tiếng, pháp thân đột nhiên hóa thành một mũi tên, lao xuống phía dưới. Thân ảnh giống như quỷ dị xuất hiện trước mặt hạ thống linh, tay chụp một cái đã đặt vào ngực hạ thống lĩnh. Cút ngay, hạ thống lĩnh không biết trời cao đất rộng, quét ngang đao, chém về phía tiêu vân. Đại đao va chạm với chiếc chùy tạo ra tia lửa, trói mắt vô cùng. Nhưng lại giống như chém vào trên một ngọn núi, không chút sứt mẻ nào. Mà thanh đại đao kia lập tức tan vỡ thành vô số mảnh thanh âm loảng xoảng vang vọng, hạ thống lĩnh kia lập tức tay không còn một tấc sắc đứng trước mặt Tiêu Vân. Quá yếu, Tiêu Vân lạnh nhạt cười, thuận tay đập một cái giống như là đập ruồi vậy. Một tay đánh xuống, cái đầu trên cổ hạ thống lĩnh lập tức bị đánh bay, tựa như một trái cây treo trên cành cây vậy, trực tiếp bị tát bay. Kết một tiếng, hạ thống lĩnh kiêu ngạo không ai bị nổi lập tức đầu thân một nơi. Cảnh này vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Song phương đang giao chiến lúc này đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng, lạnh sống lưng. Nhân vật như hạ thống lĩnh ở trong xích đỉnh đế quốc cũng có thể đứng vào top 10 cường giả, không ngờ lại bị một cái tát nhẹ của người ta đánh bay đầu. Thống lĩnh đại nhân, những ngự lâm quân thủ hạ của hạ thống lĩnh lúc này mắt như nứt ra, hai mắt đỏ bừng, tim phổi giống như đều sắp nổ tung vậy. Báo thù cho thống lĩnh đại nhân, tên này lợi hại, mọi người cùng nhau xông lên chém giết hắn. Cùng tiến lên, giết, hạ thống lĩnh lần này mang theo mấy ngàn tinh anh của ngự lâm quân, đều là hảo thủ. Nhìn thấy hạ thống lĩnh bị giết, những người này dưới tình huống cùng chung mối thù, bị cảm giác bi phẫn thôi thúc khiến cho cả đám đằng đằng sát khí. Trong mắt tiêu vân tràn ngập vẻ khinh miệt, căn bản khinh thường ra tay. Chiếc chùy màu đỏ trong tay lần nữa vung lên, tiện tay đập một cái, giống như một ngọn núi lớn mang theo uy áp đáng sợ ầm ầm đập về phía trước. chương 2224, trong ngoài trận pháp 1. Y trận pháp 1, trên đường đi, hư không cũng bị đánh nát, huống chi là những võ giả tu vi còn xa không kịp hắn này. Phàm là nơi chiếc chùy màu đỏ kia đi qua, trong vòng khoảng chừng 20 mét, cơ hồ tất cả ngự lâm quân đang xông lại, toàn bộ đều bị quang mang của chiếc chùy kia giết chết, huyết nhục bay tán loạn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, trên trăm võ giả xông lên trước ngay cả một người cũng không còn sống. Ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không có lưu lại, lão đại, giữ lại một ít cho ta a. À. Tiêu Phong cũng không cam lòng yếu thế, đáp xuống, chỉ là hắn lại trực tiếp phóng về phía quách lão kia tiêu phong có con mắt thế nào chứ thoáng cái đã nhìn ra lão nhân này là một thủ lĩnh khác trong đám người kia thực lực tiêu phong cũng tương xứng với tiêu vân thực lực của hai huynh đệ ngang nhau khó phân cao thấp cho nên tiêu phong thấy tiêu vân giết sảng khoái như vậy tự nhiên vô cùng ngứa tay trước khi bổ nháo xuống phía dưới khí thế cường đại của hắn đã tập trung vào người quách lão kia ở trong đại nội trừ vị lão tổ yến ra kia có thể nhẹ nhàng áp chế hắn ra những cao thủ khác không người nào dám nói có thể áp chế quách lão cho dù là hoàng đế xích đỉnh đế quốc và hạ thống lĩnh chỉ sợ cũng phải kém hơn quách lão một ít nhưng mà giờ phút này quách lão giống như con thỏ nhỏ bị một người thợ săn nhìn chằm chằm vào toàn thân không tự chủ được bắt đầu co rúm lại uy áp đế cảnh cường đại giống như một lao ngục vô hình nhốt hắn lại làm cho hắn không có cách nào chống cự được không có cách nào chống cự được gì tiêu phong lão nhân này giữ lại còn sống bỗng nhiên gian trần ở phía xa truyền âm tới Tiêu Phong đang muốn vận chết quách lão nghe thấy Giang Trần thiếu chủ ra lệnh như vậy lập tức dừng tay. Tay nắm quách lão trong tay giống như diều hâu chộp gà con vậy. Bên người Giang Trần, Thương Hải Đại Đế không nhịn được trà sát tay, vẻ mặt kích động. Thiếu chủ, cũng để thuộc hạ sông lên một hồi, được không? Thương Hải Đại Đế nhìn thấy Hòe Sơn nhị tiêu đại triển thần uy, cũng có chút đỏ mắt nói. Hắn tự hỏi, năng lực tác chiến của mình tuyệt đối vượt qua bất luận một ai trong Hòe Sơn nhị tiêu cho nên hắn cũng muốn mượn cơ hội này biểu hiện trước mặt giang trần một phen không vội ánh mắt giang trần ánh lên vẻ suy nghĩ tai nghe ngóng tứ phương kiếp trước hắn đã chứng kiến bao nhiêu lần vị diện chiến tranh tuyệt đối không phải là người không biết nông sâu xem phòng ngự của trận pháp ngoài hoàng cung này cấp độ tuyệt đối cao cũng không có yếu như trong tưởng tượng của hắn bởi vậy mà hắn cũng không vội đem tất cả át chủ bài lộ ra ngoài tuy rằng trong lòng thương hải đại đế ngứ ngáy khó nhịn nhưng mà giang trần nói không vội Hắn cũng không dám lỗ mãng. Thiếu chủ, lão nhân này mang tới rồi, người định xử trí thế nào đây? Tiêu Phong trực tiếp nhấc Quách lão tới trước mặt Giang Trần, nhếch miệng cười hỏi. Trong mắt Quách lão hiện lên vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt chờ chết. "Lão đầu, giả chết làm gì? Ngươi cho rằng ngươi giả chết thiếu chủ nhà ta không có biện pháp làm gì ngươi sao?" Tiêu Phong quát, Quách lão kia chán nản thở dài, "Người thắng làm vua, người thua làm giặc." rơi vào trong tay các ngươi, lão phu còn gì để nói chứ? Chỉ là hôm nay các ngươi diệt xích đỉnh hoàng thất chúng ta, ngày sau tự nhiên sẽ có người mạnh hơn nữa diệt lưu ly vương thành các ngươi. Thiên địa tuần hoàn, báo ứng khó tránh, chật chật, lão cẩu nhà ngươi miệng lưỡi còn rất cứng a. À. Tiêu Phong có chút khó nhịn, mạnh mẽ dùng một đạo ám kình đánh vào trong cơ thể quách lão này, lập tức giống như ngàn vạn côn trùng đang gặm nhấm, khiến cho quách lão thống khổ, không nhịn được mà bắt đầu than nhẹ. Tiêu Phong, bỏ đi, không cần tra tấn hắn. Giang Trần thản nhiên nói, Tiêu Phong cười hắc hắc, quái dị nói, thiếu chủ, loại người tự cho là đúng này, cho rằng bằng vào chút tuổi tác là có thể cậy già lên mặt, không chừng trị hắn, hắn sẽ càng không biết nặng nhẹ. Quách lão thống khổ kêu lên, muốn giết cứ giết, muốn lão phu quỳ gối xin tha thử, đừng có nằm mơ. Giang Trần vỗ tay cười nói, đúng vậy, không thể tưởng tượng được xích đỉnh trung vực lại có người xương cứng như vậy. Ta còn tưởng rằng xích đỉnh trung vực toàn là kẻ nhu nhược, cũng giống như hoàng đế xích đỉnh đế quốc người vậy đều là người dám làm không dám chịu nhu nhược không thôi lão nhân nhà ngươi không ngờ lại có vài phần cốt khí Hừ, quách lão hừ lạnh nói ngươi mới vừa nói cái gì mà thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó tránh lời này rất không tệ nhưng mà chỉ tiếc loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi căn bản không biết thiên đạo tuần hoàn là gì giang trần lạnh nhạt nói cái gọi là báo ứng đó là báo ứng với kẻ làm việc ác xích đỉnh hoàng thất các ngươi không biết nhân nghĩa diệt vạn tượng cương vực, tàn sát vô số tu sĩ, diệt đạo thống người ta. Những điều này đều là việc làm tổn thương đức hiếu sinh của Thượng Thiên. Nếu nói tới báo ứng, hiện tại mới là các người chịu báo ứng. Bổn thiếu chủ nhân nghĩa, đi báo thù, chính là thay trời hành đạo, trừ ác nâng thiện, không những không bị trời phạt mà còn được Thượng Thiên phù hộ. Nếu muốn ngồi nói xuông, nói cái gì gọi là trời, thần uyên đại lục này quả thực không có ai có tư cách hơn Giang Trần. Nói đi, xích đỉnh hoàng đế này còn có át chủ bài gì? giang trần lạnh nhạt hỏi quách lão điên cuồng cười ha hả họ giang người quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng chuyện cho tới nước này lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi dùng cực hình tra tấn bức cung hay sao muốn cậy được tin tức từ trong miệng lão phu sao nằm mơ đi giang trần thấy lão nhân này có bộ dáng chính khí thấy chết không sờn này không nhịn được cười lớn hắn nhìn về phía hoàng cung xích đỉnh đế quốc nhẹ nhàng cười nói lão đầu có phải ngươi cho rằng bổn thiếu chủ bắt ngươi là bó tay với hoàng cung xích đỉnh đúng không mặt quách lão đen lên từ từ nhắm hai mắt lại dứt khoát không thèm quan tâm tới gian trần tiêu phong truyền hiệu lệnh của ta mời vô song đại đế gấp rút tới tiếp viện chuyện biên cảnh giao cho bàn long đại đế tự tay lo liệu vâng tiêu phong lập tức đi làm việc quách lão nghe được bốn chữ vô song đại đế thân thể còng kia không nhịn được khẽ run lên hắn cũng biết vô song đại đế này là một trong sáu đại cự đầu tán tu tu vi vô cùng cường đại thiếu chủ lão nhân này tính tình chẳng khác gì hòn đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Không bằng dùng một trường đánh chết đi, thương hải đại đế đề nghị, không vội giết hắn, Giang Trần khoan thai cười nói, lão nhân này nhất định là người hầu cận bên người hoàng đế lão nhân, ta muốn cho hắn cơ hội, biết một chút, cái gọi là trận pháp phòng ngự của xích đỉnh trung vực bọn chúng trước mặt bổn thiêu chủ căn bản không có ý nghĩa gì. Hắc hắc, thiếu chủ là trận pháp đại sự, Trận pháp của Sích đỉnh trung vực này, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của thiếu chủ ngài? Ta thấy người Sích đỉnh trung vực mơ mộng hão huyền, cảm thấy dựa vào trận pháp này là có thể tham sống sợ chết hay sao? Chương 2225, trong ngoài trận pháp 2. Y trận pháp 2, Thương Hải đại đế cười ha hả, một đế quốc hưng suy chưa bao giờ có thể dựa vào một trận pháp có thể quyết định. Không thể không nói kiến thức của Thương Hải đại đế vẫn rất cao. Mà lúc này rất nhiều cao thủ hạ thống lĩnh và quách lão mang theo, bị ba đại tông môn bao vây, hơn nữa lại còn có tiêu vân ra tay, đã dần dần sơi tái đội ngũ hoàng thất không còn bao nhiêu. Bộ phận còn lại bị ba đại tông môn vây quanh, trên cơ bản là lành ít giữ nhiều. Mà lúc này tiêu vân kia cũng đứng chắp tay không tham chiến. Loại loạn chiến này dùng thân phận cường giả đế cảnh như hắn khinh thường tham dự. Tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu. Một đám tàn binh còn lại cũng bị người ba đại tông môn dần dần sơi tái, quét dọn bảy tám phần nội viện hoàng cung, lúc này đã hỗn loạn thành một bầy. Hạ thống lĩnh bị người ta một cái tát đánh rơi đầu, quách lão thì không thể chống cự lại đối phương, bị đối phương bắt. Mà trận pháp bên ngoài bị người ta một lần công kích phá nát. Tình cảnh lúc này quả thực đã hù ngã đại đa số người trong nội viện hoàng cung. Bệ hạ, hạ thống lĩnh chết trận, quách lão rơi vào tay địch. Bệ hạ, ngữ lâm quân và cao thủ đại nội phái ra đã bị người ba đại tông môn vây quanh, tàn sát không còn. Bệ hạ, địch nhân đã chuẩn bị trùng kích trận pháp bên trong. Mong bệ hạ định đoạt, bệ hạ, từng tin tức xấu khiến cho xích đỉnh hoàng đế quả thực có chút đứng không vững. Hạ thống lĩnh và quách lão đều là cao thủ đỉnh cấp, cường hãn nhất xích đỉnh đế quốc. Cao thủ đỉnh cấp như vậy, trước mặt cường giả lưu ly vương thành, căn bản không có một chút sức chống cự nào. Tranh lệch cách xa như vậy làm cho xích đỉnh hoàng đế hoảng sợ không thôi. Hắn nhanh chóng đi về phía sau nội viện, đi vào một gian mật thất, nói. Lão tổ, trận pháp bên ngoài đã bị phá hạ thống lĩnh và quách lão đã chết trận dưới thế công hung mãnh của địch nhân trong mật thất kia thanh âm lạnh nhạt của vị lão thổ kia truyền ra bình tĩnh đi lão phu đang chuẩn bị những thứ cuối cùng lúc trước lão phu đã quan sát qua gian trần kia kẻ này tuy rằng tu vi mạnh thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là hoàn cảnh mà thôi không cần sợ kẻ này mà cần phải chú ý mấy cường giả đế cảnh bên cạnh há ngữ khí của vị lão tổ này lạnh lùng lão phu hoặc là không ra tay hoặc là nhất định phải đắc thủ. Một khi lão phu thất thủ, xích đỉnh đế quốc coi như xong, yến gia cũng coi như xong. Xích đỉnh hoàng đế hiện tại giống như con kiến bò trên lửa vậy, gấp đến độ phát hỏa. Trận pháp bên ngoài bị người ta nhẹ nhóm phá vỡ như vậy, hắn thực sự không dám nghĩ tới liệu trận pháp bên trong này có thể kiên trì được bao lâu. Thực sự có thể kiên trì chống đỡ được sao? Người gấp cái gì, thân là hoàng đế đế quốc, lại thiếu kiên nhẫn như vậy thực sự ta không rõ ngươi làm hoàng đế nhiều năm như vậy để làm gì trong thanh âm của lão tổ yến ra có chút bất mãn vâng xích đỉnh hoàng đế không dám chống đối hy vọng duy nhất của hắn hiện tại là ở trên người lão tổ yến ra này lúc này cửa mật thất mở ra lão tổ yến ra từ trong mật thất đi ra đi đi lão phu đi tới biên giới trận pháp nhìn cuộc chiến một chút lão tổ yến ra cực kỳ bình tĩnh từ trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vô vọng không hổ là nhân vật già mà thành tinh bình tĩnh như mặt nước, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì. Ở biên giới trận pháp vòng trong, lão tổ yến ra đứng trong trận pháp nhìn ra bên ngoài. Chỗ tốt của trận pháp là ở đây, đứng ở bên cạnh, có thể thông qua trận pháp nhìn ra bên ngoài, mà người bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong thế nào. Xích đỉnh hoàng đế thì giống như tùy tùng đứng bên người lão tổ yến ra. Lão tổ, ba đại tông môn này ăn cây táo rào cây sung, dùng các loại tài nguyên của xích đỉnh trung vực, thế nhưng mà bọn chúng lại giúp đỡ ngoạn nhân, đối phó với hoàng thất chúng ta. Xích đỉnh hoàng đế nghiến răng nghiến lợi cáo trạng, hư, người tông môn hơn phân nửa là kẻ thay lòng đổi dạ, căn bản không thể dùng làm chỗ dựa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao yến gia chúng ta luôn một lòng củng cố thực lực. Thế đạo luôn là cường giả vi tôn, lão tổ yến gia hừ lạnh một tiếng, lão tổ, trước đó trận pháp bên ngoài bị phá là do hai người kia có thực lực mạnh mẽ. Hạ thống lĩnh và quách lão cũng chết trong tay bọn họ. Hừ, hòe sơn nhị tiêu lão tổ yến ra cười lạnh không thôi giang trần kia thực sự có chút bổn sự không biết cho mạch vô xong và hòe sơn nhị tiêu ăn thuốc êm gì những đại đế tán tu này không ngờ đều nghe hắn sai bảo khăng khăng nhất mực với hắn như vậy lão tổ cường giả đế cảnh của đối phương một đám như vậy làm thế nào cho phải nhiều cường giả đế cảnh như vậy lão tổ muốn đánh lén giang trần độ khó thật lớn a à. hừ người lo lắng cái gì lão phu đã có kế hoạch Ngươi chỉ cần nắm chắc những người kia, còn lại lão phu tự mình có biện pháp. Xích đỉnh hoàng đế bị lão tổ khiển trách, trên mặt nóng rát. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt lão tổ hắn lại không dám nổi nóng. Gạch dưới đi, đem trận pháp bên trong này tăng tới cấp bậc cao nhất. Lão tổ hạ lệnh, vâng, hiện tại xích đỉnh hoàng đế chỉ có thể nghe theo lệnh. Ngoài ra, lúc trước xâm lấn vạn tượng cương vực các ngươi nhận được chỗ tốt gì. Hoặc là tín vật gì, tốt nhất là lấy ra các loại di vật, lấy ra, phái người đi khiêu khích Giang Trần kia một chút. Khiến cho hắn bắt đầu mất lý trí, lão tổ yến ra tiếp tục hạ lệnh, thiếu chủ, vì sao nhất định phải đợi vô song đại đế tới. Thương hải đại đế ở bên ngoài hoàng cung, nhìn trái nhìn phải, chỉ hận không thể lập tức kéo tinh anh dưới chướng hắn trực tiếp giết tới hoàng cung xích đỉnh quốc. Giang Trần cười nhạt một tiếng, người thấy trận pháp này thế nào? Thuộc hạ cảm thấy xích đỉnh trung vực này cho dù có chút môn đạo, thế nhưng dùng thực lực đại đế như chúng ta, hoàn toàn có thể dùng thực lực phá nát, trực tiếp dùng thực lực nghiền nát bọn chúng, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Giang Trần mỉm cười nói, người nghĩ như vậy, chỉ sợ người xích đỉnh hoàng thất sẽ rất vui vẻ. Trận này không phải là trận pháp bình thường, nếu như xông vào, ngay cả cường giả đế cảnh cũng bị cuốn vào, tuy rằng không tới mức chết, thế nhưng cũng có vài phần nguy hiểm. Ồ, Thương Hải Đại Đế có chút không tin, chỉ là một xích đỉnh trung vực, có trận pháp cường đại như vậy sao? Thương Hải Đại Đế sống ở Lưu Ly Vương Thành, cao cao tại thượng, Tông môn nhất phẩm ở bát vực trong mắt hắn chưa hẳn đã có bao nhiêu sức nặng chứ đừng nói tới xích đỉnh trung vực này. Thiếu chủ, trận pháp này thực sự thần diệu như vậy sao? Thương hải đại đế nhìn một hồi, nhịn không được lần nưa lên tiếng hỏi. chương 2226, Tứ Đại Đế Tể Tụ 1 Đại Đế Tể Tụ 1, trận pháp này nhất định là truyền thừa từ thượng cổ, hơn nữa kiến trúc của Hoàng Cung này hẳn là trùng kiến trên di chỉ thượng cổ. Cho nên địa thế của Hoàng Cung dựa vào trận pháp. Trận pháp này không đơn giản là chỉ có mê trận, lại còn có khốn trận. Nếu như xông vào, thực không biết nông sâu, lại thêm khinh thường, thực sự có khả năng khiến cho cường giả đế cảnh như các ngươi chịu thiệt. Trận pháp thượng cổ, thủ bút thượng cổ không tầm thường chút nào. Bọn họ có thể không sợ người xích đỉnh trung vực, nhưng bọn họ cũng không dám coi rẻ truyền thừa thượng cổ trong xích đỉnh trung vực. Chỉ cần liên quan tới thượng cổ đều không tầm thường, bởi vì thời kỳ thượng cổ hoàn toàn khác với hiện tại bát vực cũng chưa chắc là hạch tâm của nhân loại, mà xích đỉnh trung vực cũng chưa hẳn đã là nơi xa xôi, nghèo nàn. Cho dù xích đỉnh trung vực là nơi xa xôi ở thời kỳ thượng cổ, vậy thì truyền thừa thượng cổ cũng đủ để tạo thành uy hiếp với cao thủ hiện tại. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy Thương Hải Đại Đế thu hồi sự khinh thị trong lòng. Đối với Giang Trần Thương Hải Đại Đế có một loại kính sợ bản năng, nhưng loại kính sợ này lại hình thành rất nhiều cảm giác tin phục hiện tại. Giang Trần thiếu chủ chính là nhân vật ngay cả Tu La Đại Đế cũng phải kinh ngạc, thực sự làm cho thương hải đại đế không có biện pháp không tin người ta. Sau nửa canh giờ, chém giết bên ngoài trận pháp cuối cùng cũng kết thúc. Thế lực ba đại tông môn rốt cuộc cũng chiếm ưu thế, đem toàn bộ cao thủ đại nội và ngự lâm quân hoàng thất chém giết toàn bộ. Thiếu chủ, đã giải quyết toàn bộ, chúng ta trực tiếp giết vào hoàng cung hay là tiếp tục để cho ba đại tông môn đi tiên phong. Tiêu vân tới phục mệnh, đi theo tiêu vân tới còn có tông chủ ba đại tông môn. Nghe thấy lời nói của tiêu vân, tông chủ ba đại tông môn vẻ mặt đau khổ. Trận chiến vừa rồi tuy rằng ba giải tông môn bọn họ không thể nói là tổn thất thương vong thảm trọng, thế nhưng cũng đã tới tình trạng kiệt sức, hơn nữa quả thực cũng có thương vong không nhỏ. Hiện tại nếu như lại để cho ba đại tông môn bọn họ xông lên, đánh trận pháp trong nội viện, vậy thực sự có khả năng khiến cho ba đại tông môn bọn họ toàn quân bị diệt. Ha ha, ba đại tông môn khổ chiến một phen, đang mỏi mệt. Hiện tại để cho bọn họ xông lên cũng chẳng khác nào bảo bọn họ chịu chết giang trần cười nhạt một tiếng nhìn ba tông chủ nói các ngươi yên tâm thành ý của các ngươi bổn thiếu chủ đã nhìn thấy ba đại tông chủ nghe thấy những lời này trong lòng cảm thấy ấm áp đầu thời trong đầu không nhịn được mà có suy nghĩ giang trần thiếu chủ này cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng không bất cận nhân tình như vậy ít nhất người ta nói những lời này biết lạnh biết nóng không có đẩy bọn họ vào trong hố lửa đi chịu chết ba tông các ngươi trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một chút đợi tới khi trận pháp nội viện bị phá vỡ, việc giải quyết hậu quả còn cần đại quân ba đại tông môn các ngươi đi kết thúc. Ba đại tông chủ gật đầu, đều nhao nhao gật đầu, vẻ vui mừng hiện rõ lên nét mặt. Bọn họ không sợ giết người mà là sợ phá trận, người với người chém giết, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tán loạn, đó đều là chém giết có thể thấy được. Thứ bọn họ sợ hãi chính là chém giết với trận pháp, trùng kích trận pháp, bọn họ không có bất kỳ tâm đắc nào về trận pháp, hoàn toàn là dựa vào lực lượng mạnh mẽ phá trận. Loại đấu pháp này chẳng những hiệu quả thấp, hơn nữa thương vong rất thảm trọng. Cho nên nghe Giang Trần nói chỉ cần bọn họ kết thúc, không cần bọn họ phá trận, cả đám đều như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Hoàng thất hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, một khi thực sự phá vỡ trận pháp, ba đại tông môn bọn họ liên thủ, càn quét hoàng cung quả thực tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay lúc này, trong trận pháp bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Hư không đột nhiên có người kêu lên, Giang Trần tiểu tử, một sư nhiệt đan kiền cung như ngươi không biết dùng thủ đoạn gì mà ôm đùi lưu ly vương thành. Nói cho cùng bất quá cũng chỉ là chó nhà có tang mà thôi, hôm nay lại tới xích đỉnh trung vực chúng ta hung hăng cản quấy cái giam A. Thanh âm này cực kỳ khoa trương, tràn ngập vẻ châm chọc. Giang trần nhướng mày, mà thương hải đại đế và tiêu vân càng thêm giận tím mặt. Thiếu chủ, đám người này dám vô lễ như vậy, thuộc hạ xin dẫn theo một đám tinh anh trực tiếp xiết vào trong. Chém xuống cái đầu chó của xích đỉnh hoàng đế thương hải đại đế lần nữa xin chiến thiếu chủ ta đi tiêu vân càng thêm trực tiếp hư thủ đoạn vụng về bực này hẳn bọn họ cảm thấy bổn thiếu chủ dễ bị chọc giận như vậy sao giang trần cười nhạt một tiếng bọn chúng càng như vậy càng làm kiên định quyết tâm huyết tẩy nơi này của ta giang trần lạnh nhạt nói toàn thân tản ra sát khí cường đại giang trần cầu tặc đến đây mà xem những thứ này đều vơ vét từ đan kiền cung tới đều là thứ tốt đoạt từ trên tay người chết của đan kiền cung các ngươi không phải cuồng sao ngươi tiếp tục cuồng đi có gan thì tới lấy những vật này về còn nữa dường như nữ đệ tử đan kiền cung các ngươi không ít a à. chật chật nhóm người kia năm đó toàn bộ chế thành nữ nô hầu hạ hoàng thất ta sai bảo thoải mái tới cỡ nào a à. ha 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 không biết bên trong có thân nhân của ngươi hay không thanh âm khiêu khích này không chỉ có một người loại thanh âm này cực kỳ ngả ngớn giống như lưu manh đầu đường đang chửi bới nhau vậy hạ lưu vô cùng ngay cả những người của đan kiền cung nghe vậy cũng không lột tai trợn mắt nắm chặt tay giang trần ở đan kiền cung không có sắp xếp thân nhân vào trong thế nhưng những người đan kiền cung này đều có thân nhân ở đan kiền cung cho nên nghe thấy mấy lời khiêu khích này giang trần không có bị chọc giận ngược lại những người đan kiền cung này cả đám đều bị người của xích đỉnh quốc nhắc tới chuyện cố thương tâm năm đó cả đám đều bị chọc giận giang trần sư huynh những hỗn đản này quả thực vô lễ vô cùng chúng ta còn chờ cái gì giết đi vào bắt bọn chúng ra băm vằm thành vạn đoạn đúng những súc sinh này quả thực heo chó không bằng không băm vằm bọn chúng thành mười mấy khúc lửa giận trong lòng khó có thể dẹp loạn được sư huynh hạ lệnh đi chúng ta huyết chiến mà tới cho dù chết cũng không oán không hối giang trần cười nhạt một tiếng người bọn chúng khiêu khích là ta ta còn không có giận các ngươi sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy Đan trì cung chủ cũng lên tiếng, "Tất cả im miệng, Giang Trần sư huynh các ngươi làm việc, từ trước tới nay đều có chừng mực, các ngươi gấp cái gì?" Trong trận pháp, các loại thanh âm khiêu khích liên tiếp vang lên. Quách lão ở bên cạnh cũng cười lạnh nói, "Hóa ra chân thiếu chủ làm cho thiên hạ khiếp sợ bất quá cũng chỉ là kẻ hèn nhát, đồ bỏ đi mà thôi." Giang Trần nhìn lão nhân này, nở nụ cười khinh miệt nói, "Người xích đỉnh hoàng thất hóa ra đều ngu ngốc như vậy sao?" Chương 2227 đại đế tề tụ hai đại đế tề tụ hai lúc này có hai đạo thân ảnh ở phía sau chạy tới đương nhiên chính là tiêu phong và vô song đại đế thiếu chủ ta tới chậm rồi sao vô song đại đế hỏi không chậm không chậm giang trần cười cười chỉ vào trong trận pháp kia bốn vị đại đế các ngươi nhìn trận pháp xem trận pháp này nhìn như bình thường không có gì lạ thế nhưng lại không bàn mà hợp với đạo truyền thừa thượng cổ mượn nhờ địa thế nơi này thiên thời địa lợi kết hợp với trận pháp một chỗ vô cùng hiếm thấy trận pháp này đành phải dựa vào bốn người các ngươi vậy công kích trận pháp từ bốn phía tạo thành ăn ý làm cho bốn phía của trận pháp này không có cách nào hô ứng muốn phá phải phá vỡ toàn bộ bốn phương vị của trận pháp này nếu không cũng chỉ phí công bởi vì năng lực chữa trị của trận pháp này rất mạnh bản thân trận pháp rất cao minh lại kết hợp với địa thế thật không đơn giản vô song đại đế ngươi mang theo một đội ngũ tinh nhuệ đi trùng kích phía đông trận pháp Thương Hải Đại Đế, người mang theo một nhóm nhân mã đi trùng kích phía tây của trận Pháp. Tiêu Vân, Tiêu Phong, hai huynh đệ các người phụ trách trùng kích hai đầu Nam Bắc của trận Pháp. Bổn thiếu chủ ở trung tâm phối hợp tác chiến, các người nghe hiệu lệnh của ta. Ta dùng thần thức câu thông, các người phải phối hợp với mệnh lệnh truyền thức của ta, cùng nhau hành động. Trận Pháp này bên trong có bốn cửa tạo thành hô ứng lẫn nhau. Chỉ có đồng thời phá vỡ bốn cửa mới có thể ngăn cản bốn cửa bên trong trận Pháp hô ứng như vậy mới có thể phá vỡ trận pháp này không phải giang trần đang nói chuyện giật gân trận pháp này ngay từ đầu giang trần nhìn vào còn không biết là có cái gì thế nhưng càng nhìn lâu càng kinh hãi hắn không chút nghi ngờ nào nếu như một đại đế tùy tiện đi trùng kích trận pháp này hơn phân nửa sẽ rơi vào trong trận pháp này nếu như không có thủ đoạn đặc thù bảo vệ tính mạng vẫn lạc ở bên trong cũng là chuyện có thể quách lão kia thấy giang trần sắp xếp như vậy khuôn mặt đang lạnh lùng thoáng cái trở nên u ám vô cùng Quách lão tự nhiên biết rõ hạch tâm của trận pháp trong nội viện Hoàng Cung. Thấy biện pháp phá trận của Giang Trần hoàn toàn đã khám phá ra chân lý của trận pháp này. Cũng đồng nghĩa với việc, bình chứng cuối cùng của Hoàng Cung xích đỉnh tràn ngập nguy cơ. Quách lão gấp gáp, nếu như không phải toàn thân bị chế trụ, hắn nhất định sẽ la to, để cho thủ lĩnh trông coi trận pháp bên trong biết đường ứng biến. Thế nhưng mà toàn thân hắn bị cấm chế, muốn mật báo lại bất lực. Bốn trận này không bàn mà hợp với thủy hỏa phong lôi, các người phải cẩn thận, hoàn toàn chú ý tinh thần giang trần lần nữa cảnh cáo vâng bốn đại đế nghe thấy giang trần căn dặn năm ba lần như vậy biểu lộ trên mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên long huynh người âm thầm thay ta lược trận không nên lộ ra pháp thân thay ta quan sát bốn phía tai nghe bát phương được chứ giang trần âm thầm truyền thức nói với long tiểu huyền hư tiểu tử ngươi nghĩ nhiều rồi chỉ là một xích đỉnh trung vực nếu như ngươi đem các đại đế của lưu ly vương thành tới trực tiếp nghiền nát cần gì phải cố sức như vậy Long Tiểu Huyền bực tức nói, ha ha, Long Huynh, đại đế của Lưu Ly Vương Thành tới toàn bộ, ai thủ hộ ở Lưu Ly Vương Thành. Tốt rồi, chuẩn bị một chút, lập tức phá trận. Kỳ thực Giang Trần càng không muốn lề mề, tự nhiên hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng trận pháp cường đại ngoài ý muốn này lại khiến cho Giang Trần không thể không cẩn thận. Bốn đại đế là cường giả kinh nghiệm xa trường, dưới sự sắp xếp của Giang Trần, đều mang theo một đội ngũ tinh nhuệ, đi về phương vị mà mình đã được sắp xếp từ trước. Giang Trần thì điều hành ở trung tâm, mạch lão ca, công kích cửa đông trước, cẩn thận lôi kích. Thương Hải, người công kích cửa tây, coi chừng có cương phong loạn lưu. Tiêu Vân, Tiêu Phong, các người nghe ta hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị công kích hai cửa Bắc Nam, nhớ kỹ, hai cửa Bắc Nam này có dấu giếm thủy hỏa chi đạo. Vô song đại đế ứng tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy đôi tay của hắn giang ra rồi lại hợp lại. Hai nắm tay đẩy ra, hai đạo quyền ấn tượng như hai ngọn núi màu vàng mạnh mẽ đánh về phía cửa đông kia vô song đại đế nhớ lời dặn của giang trần đề phòng lôi kích kia bởi vậy hắn cũng không có sử dụng binh khí mà chỉ dùng quyền cương của đế cảnh mạnh mẽ đối kháng thương hải đại đế cũng không cam lòng yếu thế đây là lần thứ nhất hắn lập công trước mặt giang trần bởi vậy đặc biệt ra sức thi triển thần thông điên cuồng công kích về phía cửa tây của trận pháp lập tức hòe sơn nhị tiêu cũng phân biệt công kích ở hai cửa nam bắc của trận pháp trong lúc nhất thời cả nội viện hoàng cung thần hồn nát thần tính trận pháp bị công kích sinh ra chấn động mạnh mẽ khiến cho người trong nội viện hoàng cung này giống như ngồi trên một con thuyền ở biển động lung lay sắp đổ khiến cho bọn họ kinh hồn táng đảm bọn họ cũng biết trận pháp bên ngoài rất lợi hại thế nhưng khi nhìn thấy tư thế công kích này hiển nhiên cũng không đơn giản công kích khí thế kinh người bực này trận pháp này có thể chịu được hay không giờ phút này cho dù là ai cũng không rõ ràng lão tổ dường như bọn chúng đã khám phá ra được trận pháp của chúng ta vậy. Không ngờ biết rõ đồng thời công kích ở bốn phía của trận pháp. Chẳng lẽ tiểu tử Giang Trần kia quả thực là trận pháp đại sư chó má gì đó hay sao? Xích đỉnh hoàng đế nhìn bốn dại đế điên cuồng công kích bên ngoài, tâm loạn như ma, sắc mặt trắng bệch. Hừ, khám phá thì thế nào, trong lúc nhất thời ba khắc trận pháp này bọn chúng không phá nổi đâu. Người chủ trì trận pháp này, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, bản lão tổ tìm cơ hội, công kích tiểu tử Giang Trần kia, cần phải một kích hoàn thành. Lão Tổ Yến ra lạnh lẽo nói, Lão Tổ, nên cẩn thận a à. chỗ dựa duy nhất của xích đỉnh Hoàng đế chính là Lão Tổ, hắn cũng không muốn thấy Lão Tổ gặp chuyện không may. Hừ, chuyện cho tới nước này chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một phen. Cho dù là một phần hy vọng, Lão Phu cũng muốn đánh cược một lần. Chứ đừng nói là chuyện mà Lão Phu tự nhận thấy có khả năng thành công 5 năm. Lão Tổ Yến ra tự tin nói, ngoài Hoàng Cung, Giang Trần từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn bốn đại đế điên cuồng công kích, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Trận pháp của xích đỉnh hoàng cung này quả thực không tầm thường. Cho dù là bốn đại đế liên thủ, đồng thời công kích, hắn lại điều khiển ở giữa, thế nhưng vẫn như cũng không có cách nào nhẹ nhõm phá giải trận pháp này. Giờ phút này trận pháp bị công kích, uy năng che giấu trong trận pháp không ngừng hiện lên. Bên ngoài trận pháp, khi thì tiếng sấm vang vọng, điện xà dương nanh múa vuốt, bay khắp nơi khi thì biển hỏa diễm xuất hiện, mây đỏ đầy trời. Khi thì sóng to gió lớn, cơn sóng ngập trời. Khi thì cuồng phong giết gào, chương 2228, lão tổ đánh lén. O tổ đánh lén, trận pháp thủy hỏa phong lôi này cùng thúc dục nếu không phải bốn vị đại đế tỏa trận một cửa, gắt gao ngăn chặt xu thế hô ứng của trận pháp này, chỉ sợ uy năng của trận pháp này còn đáng sợ hơn nhiều. Lúc này, bốn đại đế đang phá trận cũng tâm phục khẩu phục giang trần không thôi trước đó bọn họ còn cảm thấy lạ lùng vì giang trần thận trọng như vậy còn có chút khó hiểu hiện tại bản thân đang phá trận cảm nhận được chỗ cường đại của trận pháp này lúc này cả đám mới hiểu ra rốt cuộc vẫn là ánh mắt của giang trần thiếu chủ cao hơn bọn họ một bậc nếu như bọn họ chủ quan tới công kích trận pháp này dẫn động tới cấm chế của trận pháp này hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi cho dù không chết cũng phải lộ một tầng ra chư vị tuy rằng trận pháp này mạnh tiêu hao cực lớn trình độ tinh khiết của linh thạch xích đỉnh trung vực này không đủ đây là thứ bọn chúng yếu kém từ khi sinh ra uy lực của trận pháp này cuối cùng bọn chúng cũng không có cách nào phát huy ra được toàn bộ các ngươi nên chú ý an toàn của mình chậm rãi phá hủy cẩn thận thăm dò cũng có thể phá vỡ được trận pháp này giang trần nhắc nhở bốn đại đế hắn cũng không hy vọng bốn đại đế này tham công liều lĩnh nóng lòng cầu thành giang trần đang tập trung tư tưởng suy nghĩ hắn tu luyện thất khiếu thông linh trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an sau một khắc, phong ấn vòng tròn trong thức hải của hắn bỗng nhiên khiến cho hắn cảm thấy đau đớn, dường như đang nhắc nhở hắn gì đó. Ồ, Giang Trần đối với phong ấn vòng tròn này có chút hiếu kỳ, thế nhưng hắn rất tin tưởng nó. Một khi vòng tròn phong ấn này báo động hắn trước, nhất định là có chuyện xảy ra. Xích đỉnh hoàng thành này hiện tại đã nằm trong sự khống chế của hắn. Tuy rằng Xích đỉnh hoàng thất còn dựa vào địa thế hiểm yếu chống lại, nhưng Giang Trần tin chắc rằng Xích đỉnh hoàng thất này đã là cá trong chậu, trốn không thoát mà cả xích đỉnh hoàng thành cũng bị phệ kim thử nhất tộc vây quanh. Thế cục đã nắm giữ trong tay, thế nhưng mà tại sao lại xuất hiện chuyện phòng ấn báo động trước như vậy? Ngay trong khi Giang Trần đang suy nghĩ, hắn không chút do so dự nắm đan tiêu trận bàn, một đạo bát hoang bàn thạch trận che giấu quanh thân hắn. Đồng thời thần thức của hắn cũng triển khai toàn bộ, cảm nhận bất kỳ biến hóa nào trong hư không, cho dù là nhỏ nhất. Đúng lúc này Giang Trần bỗng nhiên phát giác được phía dưới bỗng nhiên có một đạo không khí chấn động yếu ớt. Người nào, Hai mắt Giang Trần trừng lên, kim quang bắn ra, tạ ác kim nhãn cường đại bắn ra hai đạo quang mang bắn ra hư không, đem tất cả vật ẩn giấu trong hư không đánh về nguyên hình. Hắc hắc, tiểu tử, nằm xuống cho lão phu, trong hư không, một tiếng cười lạnh truyền ra, không gian phía dưới Giang Trần đột nhiên chui ra một người, giống như xé rách hư không, từ trong cái hở hư không chui ra vậy. Người này tóc trắng, khí thế phi phàm, vừa ra tay, bàn tay khô héo kia hóa thành một bàn tay lớn mang theo khí thế cường đại giống như sấm sét trên bầu trời, nhanh chóng chụp về phía Giang Trần. Lĩnh vực đế cảnh, Giang Trần có chút kinh hãi, vội vàng thúc giục bát hoang bàn thạch trận. Oanh, nói thì chậm thế nhưng lại rất nhanh, nếu như phản ứng của Giang Trần chỉ cần chậm nửa nhịp, một chảo này tuyệt đối có thể nắm chắc, đánh ra một lỗ thủng trên ngực Giang Trần. Khi bàn tay lớn trong hư không chụp vào ngực Giang Trần, bát hoang bàn thạch trận kia vừa vặn được khởi động. Ken két, bốn phía trận pháp vang lên tiếng thanh âm nghiền nát thảm thiết hoa văn trận pháp mạnh mẽ bị một trường lớn này đánh ra từng vết nứt. Mà bàn tay lớn này cuối cùng lại bị trận pháp bên ngoài ngăn cản. Đứng ở vị trí cách mặt Giang Trần một trường rồi dừng lại. Người đánh lén này tự nhiên là lão tổ Yến gia. Lúc trước hắn mượn nhờ lực phòng ngự của trận pháp thủy hỏa phong lôi yểm họ bản thân, phụng trộm chui ra ngoài, ngay cả bốn đại đế cũng không có phát giác ra sự tồn tại của hắn. Hắn mượn nhờ phong lôi đại trận kia, phiêu đãng mà tới, che giấu bản thân, tựa như một cơn gió ẩn tàng trong hư không, là vì muốn đánh ra một kích trí mạng với Giang Trần. Khi ra tay, lão nhân này đã cơ hồ cảm thấy mình đã thành công. Thế nhưng mà cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp tính cảnh giác của Giang Trần, đánh giá sai năng lực phản ứng của Giang Trần. Lực lượng một chảo này bị bát hoang bàn thạch trận ngăn cản. Lão tổ yến ra nao nao, biết rõ tận dụng thời cơ, không lùi mà tiến, giống như một đầu chim ưng lớn, đánh về phía Giang Trần, một chảo trong tay lại tiếp tục đánh xuống. Một chảo này giống như là cái miệng của cự thú hồng hoang, bên trong sắc bén vô cùng, vượt qua hư không đánh về phía Giang Trần. Uy thế của một chảo này kinh người vô cùng, ngay cả một ngọn núi dường như cũng có thể bị cắt bỏ. Sau khi Giang Trần ngăn cản kích thứ nhất, há có thể để cho lão nhân này đánh trúng kích thứ hai. Thiên côn lưu quang độn được thi triển, trực tiếp biến mất tại chỗ. Đồng thời tay Giang Trần tế ra một vật, ném về phía hư không. Vật kia hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng bành trướng, rõ ràng là nguyên từ Kim Sơn. Chân áp cho ta, nguyên từ kim sơn lúc này ở trong tay giang trần uy năng vẫn không thể phát huy ra được toàn bộ nhưng mà mượn nhờ uy lực của nguyên từ kim sơn này lại hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của lão nhân này một chút trong lòng giang trần âm thầm khiếp sợ hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được xích đỉnh tùng vực này lại có một cường giả đế cảnh việc này ngay cả tông chủ ba đại tông môn cũng chưa từng nghe qua nhưng mà giang trần cũng không có bối rối cường giả đế cảnh của hoàng thất xích đỉnh này mặc dù có thực lực không tệ thế nhưng còn xa mới bằng Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế Giang Trần còn có thể ứng phó, tự nhiên sẽ không có bao nhiêu sợ hãi với lão nhân này. Nguyên tử Kim Sơn điên cuồng đè xuống, lão nhân kia ánh mắt hung ác, không để ý tới tất cả mà phóng về phía Giang Trần, tay áo hất lên, ý đồ muốn quét Nguyên tử Kim Sơn ra. Chỉ là hắn hất tay áo lên lại phát hiện ra có một đạo lực lượng kỳ quái khiến cho lực lượng của hắn lúc này ngừng một lát. Mà sau một khắc, từng đạo nguyên từ chi lực cường đại giống như lực lượng thác loạn vô hình, làm cho tốc độ của hắn cũng theo đó mà chậm lại một chút. Ồ, đây là thứ đồ vật quỷ quái gì vậy? Lão giả kia chấn động, giờ hắn mới hiểu được vì sao tiểu tử này còn trẻ tuổi mà có thể ngồi lên bảo tọa thiếu chủ lưu ly vương thành. Bằng vào tuổi tác của đối phương, liên tục có thể tránh thoát sự đuổi giết của cường giả đế cảnh như hắn, hơn nữa nhìn vào kẻ này còn không rối loạn chút nào, điều này không thể nghi ngờ khiến cho lão tổ yến ra giật mình không thôi. Nhất định phải giết chết kẻ này, kẻ này không chết, yến ra tất sẽ bị diệt. Trong lòng lão tổ yến ra khiếp sợ không thôi, càng thêm kiên định quyết tâm giết chết Giang Trần. chương 2229, lão tổ vẫn lạc một. O tổ vẫn lạc, một, nhưng mà lần thứ nhất hắn không có thành công, kế tiếp càng không có bất kỳ khả năng nào thành công. Toàn thân uốn éo, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của nguyên từ Kim Sơn. Bỗng nhiên trong hư không có một cái chảo lớn hiện lên, năm móng vuốt sắc bén như dao đâm tới gáy hắn. Chủ nhân của cái chảo này không ngờ lại là một đầu chân long, Lão Tổ Yến ra nhìn thấy rõ chủ nhân của cự trảo này, trong lòng hung hăng co rút lại. Mà lúc này vô song đại đế đã kịp phản ứng, vứt bỏ trận pháp đánh tới. Thiếu chủ, mạch mỗ tới, thương hải đại đế thấy Giang Trần bị công kích cũng không để ý tới tất cả mà đánh tới hộ giá. Giang Trần lạnh nhạt cười, các ngươi tới vừa lúc, bắt lão nhân này, bắt không được thì trực tiếp giết chết. Vô song đại đế và thương hải đại đế liếc nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý đồng thời thúc giục lĩnh vực đế cảnh, khóa chặt hư không chung quanh lại mà Hè Sơn nhị tiêu thì một trước một sau, đem hai hướng khác ngăn lại, đồng thời thúc giục lĩnh vực đế cảnh tới cực hạn. Bốn đại đế đồng thời thúc giục lĩnh vực đế cảnh, tạo thành một loại cộng minh, tạo ra khí thế cường đại, lập tức phong kín đường lui của lão tổ Yến gia. Lão tổ Yến gia trong Sích đỉnh Trung vực cũng coi như là một nhân vật trong truyền thuyết. Ba đại tông môn của Sích đỉnh Trung vực cũng không biết Hoàng thất có một lão tổ như vậy còn sống. Nhưng mà lão tổ Yến gia ở Sích đỉnh Trung vực, tài nguyên nhân được cuối cùng cũng có hạn tu vi một thân tuy rằng miễn cưỡng đột phá đế cảnh, thế nhưng cảnh giới lại bình thường. Đừng nói là so với vô song đại đế, coi như là so với bất luận một ai trong hòe sơn nhị tiêu, lão tổ yến ra cũng kém nửa trù. Hôm nay bị bốn đại đế vây quanh, lão tổ yến ra này bối rối vô cùng. Vận dụng đủ thủ đoạn, ý đồ định dùng tốc độ cao nhất đột phá, thoát khỏi nơi này. Giờ khắc này hắn sao lại không biết mình đã an nguy trong sớm tối. Giờ phút này đừng nói là giết chết Giang Trần, có thể chạy thoát giữ mạng hay không cũng là điều khó nói. Lão Tổ Yến ra rốt cuộc cũng là người quyết đoán, một khi quyết định chạy trốn, căn bản hắn sẽ không cân nhắc tới thứ khác. Tay vẽ lên hư không một cái, một đạo phù lật cường đại giống như một mặt trời màu vàng chiếu rọi hư không. Thân thể Lão Tổ Yến ra nhoáng lên một cái đã bị quang mang màu vàng này hút vào. Hóa thành một đạo lưu quang màu vàng muốn từ chỗ hư không này bỏ trốn. Hư, vô song đại đế dường như đã sớm ngờ tới Lão Tổ Yến ra còn có thủ đoạn này, hai tay trà sát, hai bàn tay cực lớn giống như hai ngọn núi băng đánh qua. Thương Hải Đại Đế cũng cười một tiếng dữ tợn, muốn đi sao, lưu lại đi, Thương Hải Đại Đế ra tay, vô số đạo gợn sóng hoa lệ giống như sóng biển đan vào trong hư không. Lập tức, hư không hơn 10 trượng chung quanh giống như có một màn nước, phong kín toàn bộ thiên địa chung quanh vào bên trong. Ngay cả Giang Trần nhìn thấy thủ đoạn này của Thương Hải Đại Đế cũng kinh ngạc vạn phần. Thương Hải Đại Đế này luôn thích vuốt mông ngựa, thoạt nhìn có chút nhu nhược, thế nhưng không ngờ vừa mới ra tay thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Hoè Sơn Nhị Tiêu nhìn thấy thủ đoạn của Thương Hải Đại Đế như vậy khẽ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỳ thực trong lòng bọn họ luôn xem thường Thương Hải Đại Đế. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, thực lực của Thương Hải Đại Đế này tuyệt đối còn trên hai huynh đệ bọn họ a. À. Có vô song Đại Đế và Thương Hải Đại Đế đồng thời ra tay. Lão Tổ Yến ra kia bị khóa chết đường lùi, đạo lưu quang màu vàng kia đụng trái đụng phải trên hư không, thế nhưng Thủy Trung không có cách nào phá ra được một lối thoát. Lão Tổ Yến ra biến sắc, trong lòng lo lắng vạn phần. Không gian một khi bị khóa chết, sức chiến đấu của một mình Lão Tổ Yến ra này ngay cả bất luận một ai trong hòe sơn nhị tiêu hắn cũng chưa hẳn có thể thắng được. Chứ đừng nói là bốn vị đại đế cùng nhau vây công hắn. Thương hải đại đế hiển nhiên cũng có lòng biểu hiện thực lực trước mặt Giang Trần, vô cùng bán mạng. Các loại thần thông không ngừng thi triển ra, khí thế rộng rãi, đánh cho lão tổ yến ra này mỏi mệt, chỉ có thể chạy trốn từ phía. Hư, trên trời dưới đất, người không đi đâu được đâu. Thương hải đại đế cười lạnh liên tục, những cơn sóng cuồn cuộn núi tiếp nhau lan tràn về phía lão tổ yến ra kia. Lão tổ yến ra mệt mỏi vô cùng, vốn đã cố hết sức. Lúc này đối mặt với công kích cường hãn của thương hải đại đế, liên tiếp lui lại. Mà vô song đại đế lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn cũng nhìn ra được thương hải đại đế cố ý biểu hiện trước mặt giang trần thiếu chủ một chút, cho nên cũng không có ý định cướp công người khác. Trong lúc nhất thời vô song đại đế can tâm là lá xanh cho thương hải đại đế, làm trợ thủ cho thương hải đại đế. Hòe sơn nhị tiêu thì luôn nhìn chằm chằm vào trận chiến, hai huynh đệ bọn họ cũng muốn ra tay. Thế nhưng nhìn thấy tư thế liều mạng của thương hải đại đế, dường như bọn họ cũng không muốn để lại tiếng xấu là quần ẩu, cho nên cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lão tổ yến ra mà không có định trực tiếp vây công. Nếu như là giao thủ một một, lão tổ yến ra mặc dù đánh không lại thương hải đại đế thì cũng không chật vật như vậy thế nhưng mà hiện tại hắn đang cực lực chạy trốn chiến ý vốn không kiên định hơn nữa thực lực tranh lệch làm cho hắn trên cơ bản càng khó mà chống đỡ được phanh hai đạo lực lượng hung hăng va chạm thân thể lão tổ yến ra trực tiếp bay ra ngoài thương hải đại đế không lùi mà tiến tới liên tục đánh ra hai quyền quyền cương giống như vòng xoáy sinh ra gợn sóng tạo thành lực lượng đáng sợ giống như cơn cuồng phong đang cuốn tới đường lùi của lão tổ yến ra bị phong kín bị cuồng phong cuốn tới không tự chủ được mà bị cuốn vào trong vòng xoáy khổng lồ này. Một khi bị cuốn vào, chẳng khác nào là tiến là lĩnh vực đế cảnh của Thương Hải Đại Đế, kế tiếp cũng chỉ có thể để cho Thương Hải Đại Đế định đoạt. Âm âm âm, tốc độ của Thương Hải Đại Đế nhanh như thiểm điện, công kích chí mạng liên tục đánh tới người lão tổ Yến gia, lão tổ Yến gia này không thể tránh né kịp, toàn thân bị hai đạo lực lượng gắt cao vây khốn. Phốc, lão tổ Yến gia điên cuồng phun ra máu tươi, quang mang màu vàng quanh thân thoáng cái giống như bốc hơi thân thể giống như một quả khí cầu căng phồng, thoáng cái nổ tung. Vài đạo công kích của thương hải đại đế trực tiếp phá vỡ khí hải lão tổ yến ra, đánh vỡ kinh mạch của hắn. Phanh, thân thể lão tổ yến ra từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Tứ chi không ngừng run rẩy, giống như một con chó hoang gần chết, thân thể cuộn tròn, dãy ruộng muốn đứng lên, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Bản năng cầu sinh khiến cho hắn dãy ruộng trên mặt đất. Chỉ là một cường giả đế cảnh một khi bị phá nát khí hải, chẳng khác nào là một phế nhân. Hơn nữa trên người hắn đã bị những vết thương này, cho dù hiện tại không chết thì cũng chỉ còn kém một hơi. chương 2230, Lão Tổ Vẫn Lạc hai O Tổ Vẫn Lạc hai ha ha, Thương Hải Đạo Hiếu, chúc mừng A. À. Vô song đại đế nhẹ nhàng cười nói, người này nhất định là nhân vật cấp Lão Tổ của Xích Đỉnh Trung Vực, lần này công lao của ngươi không nhỏ A. À. Thương Hải Đại Đế cười hắc hắc, trước mặt vô song Đại Đế hắn cũng không dám làm cao, cười nói ta biết rõ ba vị lược trận cho ta, cố ý để ta lập công. Hổ thẹn, hổ thẹn, nhân tình này thương hải ta nhớ kỹ. Vô song đại đế cười nói, đi xuống xem một chút đi, quách lão, tổng quản đại nội bị khống chế nhìn thấy lão tổ yến ra trong vòng vay chiêu đã bị bốn đại đế đánh chết, sắc mặt trắng bệch, tâm như cho tàn. Lão tổ vừa chết, át chủ bài cuối cùng của hoàng thất yến ra cũng xong đời. Xong, xong rồi, trong lòng quách lão tuyệt vọng, thiếu chủ, lần này Thương Hải may mắn không làm nhục mệnh. Thương Hải đại đế kích động đi tới trước mặt Giang Trần, giống như trẻ con đi thi đoạt giải vậy. Được, lần này công lao của ngươi không nhỏ. Giang Trần nhíu mày nhìn lão tổ yến ra đang dẫy ruộng trên mặt đất, thản nhiên nói. Cho hắn bớt đau xót đi, không nên a. À, quách lão kia buồn bã cầu tình. Giang Trần thiếu chủ, lão tổ yến ra này năm đó khi xâm lấn vạn tượng cương vực, lão tổ căn bản không tham dự, cũng không có hỏi tới những chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào với hắn các người đã phế hắn cần gì phải giết hắn như vậy người của đan kiền cung thì lại lửa giận mút trời thân tam hỏa không nhịn được mà nhảy ra nói phế hắn thì không cần giết hắn sao dựa vào cái gì lúc trước khi các người giết tới vạn tượng cương vực có từng nghĩ tới việc hạ thủ lưu tình hay không đúng oan có đầu nợ có chủ chúng ta không lạm sát kẻ vô tội nhưng mà những người của xích đỉnh đế quốc này một người cũng không thể buông tha những người của đan kiền cung này trong lòng đều căm phẫn. Đan trì cung chủ chắp tay nói với Giang Trần, để ta tới vậy, đan trì cung chủ đi qua, cánh tay nhấc lên, một đạo đao mang hiện lên, trực tiếp cắt bỏ thủ cấp lão tổ yến ra. Lão tổ yến ra kia tới chết cũng không nhắm được mắt, đôi mắt trợn ngược giống như cá chết, tràn ngập tuyệt vọng, dường như còn có chút hối hận mơ hồ. Quách lão tán thán một tiếng, toàn thân run rẩy, kêu lên. Giang Trần tiểu tặc, người sẽ chết không yên lành, om sòm, Tiêu Vân đưa tay tát một cái, trực tiếp tát cho quách lão hoa mắt chóng mặt. Thiếu chủ, đây là lão tổ yến gia, đích thị là hạch tâm tinh thần của hoàng thất xích đỉnh, lấy thủ cấp của lão nhân này ra thị chúng. Tất có thể phá hỏng quyết tâm chống cự của bọn chúng. Thương hải đại đế hiến kế, không cần, Giang Trần lạnh nhạt nói, lão tổ hoàng thất yến gia đã chết, trận pháp này càng không đáng để lo. Bốn người các ngươi tiếp tục phá trận đi, lão tổ yến gia vừa chết, lá bài tẩy cuối cùng của hoàng thất yến ra cũng coi như không còn xích đỉnh hoàng đế kia từ đầu tới đuôi đều ở trong trận pháp nhìn thấy biến cố bên ngoài khi hắn nhìn thấy lão tổ yến ra kích thứ nhất không có thành công đánh chết giang trần trong lòng đã xuất hiện cảm giác bất an sau đó nhìn thấy lão tổ bị bốn cao thủ vây quanh hắn đã biết rõ không ổn chỉ là hắn biết rõ thì biết rõ dùng thực lực của hắn căn bản không có năng lực đi cứu cũng không dám đi cứu chỉ trơ mắt nhìn lão tổ yến ra bị người ta đánh bay xuống đất như chó nhà có tang lại còn bị người ta cắt thủ cấp hoàng đế yến ra đây là thủ cấp lão tổ nhà các ngươi lấy về khóc đi lão tổ yến ra đã chết dư nhiệt yến ra các ngươi nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết lão tổ vừa chết cả nội bộ hoàng cung tràn ngập khủng hoảng xích đỉnh hoàng đế kia giống như chỉ còn cái xác mà không có hồn vậy tùy ý để cho bên ngoài phá trận bệ hạ tỉnh lại đi bệ hạ an nguy của xích đỉnh đế quốc hôm nay nằm trong tay bệ hạ a à. xích đỉnh hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ cơ mặt giật giật mặt không chút biểu tình nào giờ phút này hắn đâu có thể tỉnh lại được lão tổ yến ra chết phá hủy một tia hy vọng cuối cùng của hắn mà bây giờ đại quân lưu ly vương thành nhìn chằm chằm vào bốn vị cường giả đại đế đang điên cuồng phá trận trận pháp này tuy rằng cường đại thế nhưng dưới sự hợp lực của bốn vị đại đế trận pháp này cho dù có vững chắc thì cũng sẽ có lúc bị công phá xong tất cả đều xong rồi. Xích đỉnh hoàng đế đờ đẫn kéo lê bước chân nặng nề đi về phía hậu viện. Bệ hạ, bệ hạ, lúc này ngươi không thể bỏ qua đại cục A. Bệ hạ, ở đây còn cần người chủ trì đại cục A. Bệ hạ, cả nội viện hoàng cung loạn thành một bầy, giờ phút này mọi người đều biết tận thế tới, tận thế thực sự tới rồi. Mọi người không cần hô nữa. Một đại hán dường như là võ quan đứng ra, lòng đầy căm vẫn nói. Cái đế quốc này là đế quốc của Yến Gia Hắn năm đó người xâm lấn vạn tượng cương vực cũng lại yến ra hắn muốn làm tay sai cho bất diệt thiên đô phạm phải tội n hiệt chúng ta không có tham dự dựa vào cái gì phải chết cùng hắn đúng hoác thái úy nói đúng những người như chúng ta đều vì chuyện của đế quốc mà vất vả lại chưa từng đi vạn tượng cương vực giết nửa người chiếm một tấp đất nào chúng ta sao phải chết cùng yến ra hắn đúng mọi người cùng nhau xông lên bắt người yến ra lại hiến cho giang trần thiếu chủ mọi người lên đi người yến ra một người cũng không thể thả bắt được một thì coi như là một lá bùa hộ mệnh có người đứng ra cổ vũ lập tức có rất nhiều người đứng ra đáp lại trong lúc nhất thời cả nội viện hoàng cung tựa như một nồi cháo đang sôi vô cùng hỗn loạn có câu nói tới chân tường chúng nhân đẩy hoàng thất xích đỉnh đế quốc ở trong xích đỉnh đế quốc thống trị vô số năm tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh uy tín cực cao thế nhưng mà sau khi một loại chuyện lớn xảy ra đủ loại biểu hiện của xích đỉnh hoàng đế biểu hiện ra ngoài làm cho mọi người đối với hắn thất vọng không ngừng mà giờ phút này những cảm xúc mặt trái kia ở trong lòng mọi người rốt cuộc cũng tích lũy tới tận cùng thoáng cái bạo phát ra khi tới lúc người ta tuyệt vọng trung quy đều có thể bộc phát ra sự điên cuồng khó có thể tưởng tượng được thế giới võ đạo không giống như một ít đế quốc thế tục tư tưởng trung quân xâm nhập nhân tâm thế giới võ đạo cuối cùng vẫn chú ý lợi ích xích đỉnh hoàng đế này xưa nay không được lòng nhân tâm lúc này mọi người lại cảm thấy hắn mang tới tai họa ngập đầu cho xích đỉnh đế quốc, lại bị cảm xúc mặt trái này thôi thúc. Cho nên những người này rốt cuộc cũng bộc phát, còn có một ít phần tử ngoan cố bị tẩy não, ý đồ ngăn cản sự xúc động của mọi người. Thế nhưng rất nhanh đã bị biển người như thủy triều bao phủ. Bắt lấy hắn, bắt lấy tên yêu tinh hại người này giao cho Giang Trần Thiếu Chủ. mươi 2231, Đường Cùng, Tận Thế một Ân Cùng, Tận Thế, một, Yến gia ở xích đỉnh trung vực này đáng lẽ nên sớm hạ đài. Nếu như không phải là bọn chúng thì làm gì có cục diện như ngày hôm nay. Đúng vậy, bọn chúng can tâm làm tay sai cho bất diệt thiên đô, lại lôi kéo chúng ta làm đệm lưng cho bọn chúng. Dựa vào cái gì, mọi người cùng nhau xông lên, lên, đám người mãnh liệt như thủy triều phóng về phía hậu cung. Những thị vệ kia vừa sợ vừa quát lên, hộ giá, hộ giá, thị vệ đại nội vừa mới sinh ra đã bị tẩy não, trong đầu bọn họ chỉ có hoàng đế, vì hoàng đế mà sinh, chết vì hoàng đế. Những thị vệ đại nội này đều là tinh anh võ đạo. Tuy rằng nhân số không nhiều, thế nhưng mỗi một người đều cực kỳ lợi hại. Nghe nói trong nội bộ hoàng cung xuất hiện bạo động, Ngự Lâm quân bên ngoài cũng bất chấp phòng ngự bên ngoài, nhao nhao tụ tập tiến vào trấn áp nội loạn. Trong lúc nhất thời cả hoàng cung gà bay chó chạy, gào khóc thảm thiết. Bên Giang Trần còn chưa giết tới, bên trong hoàng cung đã thành cảnh máu chảy thành sông. Xích đỉnh hoàng đế bị văn võ bá quan đuổi giết cũng quê quá hóa khùng, điên cuồng quát. Giết, giết hết đám loạn thần tặc tử này, một người cũng không giữ lại, giết chết toàn bộ những quốc tặc này. Đám phân thối này, vào thời khắc mấu chốt không thể phân ưu thay chấm, lại còn dám kích động phản loạn sao. Xích đỉnh hoàng đế tức giận đang không có chỗ phát tiết, hắn đánh không lại giang trần bên ngoài còn không thu thập được những loạn thần tặc tử bên trong này hay sao. Hoàng đế giận dữ, máu chảy thành sông, bệ hạ, chấn áp một chút là được rồi. Giết sách về sau đế quốc dựa vào ai đây? Một gã phó thống lĩnh thị vệ tiến lên thấp giọng khuyên nhủ. Phanh, xích đỉnh hoàng đế trực tiếp đánh một quyền, đánh bay phó thống lĩnh thị vệ kia. Tên xúc sinh nhà ngươi cũng dám khuyên nhủ chấm, ngươi tính là thư gì, chấm cần ngươi tới dậy sao, đế quốc, nào còn đế quốc gì nữa. Trận pháp vừa vỡ, tất cả đều chết, chết trong tay những người bên ngoài còn không bằng chấm tới siêu độ bọn chúng. Ha ha ha, bọn chúng ăn, bọn chúng uống đều là thứ của chấm. Chấm muốn bọn họ sống, bọn chúng sống, chấm muốn chết thì toàn bộ bọn chúng phải chết. Xích đỉnh hoàng đế điên cuồng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Tóc tai bù xù, trên mặt đều là máu đen, tay mang theo trường kiếm, gặp người nào chém người đó. Tu vi võ đạo của xích đỉnh hoàng đế kinh người, trong xích đỉnh đế quốc trừ lão tổ yến ra ra, thực lực võ đạo cơ hồ không ai có thể địch lại hắn. Hắn ra tay giết người, những văn võ bá quan kia lại có mấy người có thể là đối thủ của hắn ngay trong lúc bên trong giết tới náo nhiệt trận pháp bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh ầm ầm sau đó dường như cả hoàng cung đều run rẩy mặt đất sung chuyển toàn thân xích đỉnh hoàng đế co rút đồng tử co rút lại gắt gao nhìn về phía bên n trong đầu hiện lên một suy nghĩ duy nhất trận pháp bị phá rồi sao đồng thời dường như xích đỉnh hoàng đế nghĩ tới thứ gì đó mà điên cuồng phóng về phía hậu cung hậu cung là nơi gia quyến hoàng thất ở lại hoàng tử trưởng thành sẽ phải rời hậu cung kiến tạo vương phủ bên ngoài, nữ quyến và trẻ con đều ở hậu viện hoàng cung. Đương nhiên, xích đỉnh hoàng đế có một bó lớn tuổi tác, tự nhiên không có con còn nhỏ. Xích đỉnh hoàng đế nhảy vào hậu cung, lập tức nhìn thấy một đám phi tử, vẻ mặt cả đám kinh hoàng tụ tập lại một chỗ, nhìn thấy xích đỉnh hoàng đế xuất hiện, những phi tử này kinh hoàng chạy qua, kêu lớn. Bệ hạ, bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Trong mắt xích đỉnh hoàng đế đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng rồi huy vũ thanh kiếm trong tay. Kiếm quang lóe lên, mấy phi tử chạy đầu tiên đã bị hắn chém thành hai đoạn, máu chảy đầm đìa. Thân thể bị chém thành hai đoạn, trong lúc nhất thời còn chưa hết, hai tay tuyệt vọng trống lên mặt đất, muốn đứng lên, thế nhưng lại phát hiện ra phần eo phía dưới đã sớm thoát ly khỏi thân thể của mình. Trong ánh mắt đám phi tử này hiện lên vẻ khó hiểu và tuyệt vọng. Các ngươi đừng vội trách chấm, đợi tới khi những ác tặc kia giết tới, mỗi một người các ngươi đều chết. Các ngươi là nữ nhân của chấm, tha rằng chết trong tay chấm cũng không thể để cho những tặc tử kia làm dơ bẩn, xích đỉnh hoàng đế nói xong lại tiếp tục vung kiếm hậu cung của hắn có vô số phi tử lúc này mới giết được mấy người những phi tử phía sau nhìn thấy xích đỉnh hoàng đế đằng đằng sát khí xông về phía các nàng cả đám đều thét lên chạy trốn đây đâu còn là bệ hạ mà các nàng xưa nay ngày nhớ đêm mong đây rõ ràng là một tên sát nhân từ trong địa ngục chạy tới a bệ hạ hóa ma rồi mọi người chạy mau bệ hạ một đêm vợ chồng trăm ngày ái ân bỏ qua cho thiếp thân đi bệ hạ đừng giết ta, xích đỉnh hoàng đế có thực lực gì, muốn giết một phi tử tay không tất sắt còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao. Mấy lần xông lên, đã đem chọn hàng trăm phi tử trong hậu cung giết chết sạch sẽ. Xích đỉnh hoàng đế nhìn thấy chân tay cụt đầy đất trước mặt mình, máu chảy thành sông, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, miệng thì thảo nói. Đúng, còn có huyết mạch yến ra ta, phải chết, cũng phải do chấm đến phán quyết bọn chúng, quyết không thể chết trong tay những tặc nhân kia, xích đỉnh hoàng đế lúc này triệt để điên rồi hắn đang muốn đi ra ngoài thì trước mặt đột nhiên có một đạo quang mang hiện lên sau đó có một thanh âm kêu lớn thiếu chủ ta phát hiện xích đỉnh hoàng đế lão tiểu tử này điên rồi hắn đã giết chết toàn bộ nữ nhân của hắn thanh âm này vang lên rất nhanh đã có vô số người vọt về phía bên này xua đó ba đại tông chủ kia cũng nhanh chóng chạy như bay về phía bên này xích đỉnh hoàng đế cũng là kẻ lưu manh thấy nơi này đã bị vây quanh cho nên dứt khoát không đi hắn chỉ cười quái dị một tiếng rồi đặt mông ngồi lên một chiếc ghế. Giang Trần đâu, bảo hắn tới gặp chấm. Xích đỉnh hoàng đế lúc này là lợn chết không sợ nước sôi. Chật chật, tên ngu ngốc này còn tự cho mình là hoàng đế lão tử sao. Tiêu phong dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua xích đỉnh hoàng đế. Chớ nói nhảm với hắn, trước tiên phế hắn, giao cho thiếu chủ xử trí, tặc nhân này không giết được, phải để cho thiếu chủ giải quyết. Tiêu vân lên tiếng, lúc này Giang Trần và vô song đại đế cùng đi tới, đi tới hiện trường. Đi theo phía sau còn có nhóm nhân mã của Đan Kiền Cung. Xích đỉnh hoàng đế giờ phút này đã là người cô độc, đĩnh đạc ngồi trên ghế. Sắp chết tới nơi, hắn biết rõ mình hẳn phải chết cho nên rứt khoát ra vẻ tiêu sái, rất lưu manh. Hắn nhìn Giang Trần, người chính là Giang Trần tiểu tặc kia. Hai mắt đan chỉ cung chủ như phún lửa, nói. Họ yến kia, người tán tận lương tâm, hai lần xâm lấn vạn tượng cương vực ta, sinh linh đồ thán, hôm nay tội ác chồng chất mà người còn dám mạnh miệng. Ha ha ha, người thì tính là thứ gì chứ? Trường 2232, đường cùng, tận thế, hai. Ân cùng, tận thế, hai. Xích đỉnh hoàng đế cười lớn, dùng vẻ mặt khinh miệt nhìn qua đan trì cung chủ. Nếu như ta không có đoán sai, người nhất định là tông chủ gì đó của đan kiền cung. Ngươi ẩm ý cái rắm không có giang trần, đừng nói là đan kiền cung ngươi, cho dù 10 đan kiền cung ngươi cũng không thể làm gì được chấm. Lời này quả thực là sự thực, đan trì cung chủ cười lạnh, Chuyện tới nước này, kế ly gián vụng về đó người dùng có tác dụng gì cơ chứ? Đúng vậy, đan kiền cung ta dựa vào giang trần, xích đỉnh trung vực các người dựa vào bất diệt thiên đô, can tâm làm tay sai của bất diệt thiên đô, thế thì sao chứ? Kết quả còn không phải là yến ra người khó thoát khỏi cái chết. Nhất mạch yến ra các người còn không phải cũng bị chém tận giết tuyệt hay sao? Bắt đầu từ hôm nay, trên đời không còn yến ra trong xích đỉnh trung vực nữa. Mặt xích đỉnh hoàng đế xám như cho tàn, con mắt quét qua, thoáng cái nhìn ba đại tông chủ nhưng tức giận không có chỗ phát tiết yến ra ta bị vạn tượng cương vực tiêu diệt đó là báo ứng thiên đạo ba đại tông môn các ngươi hưởng thụ đãi ngộ trí cao trong xích đỉnh trung vực ta kết quả lại ăn cây táo rào cây sung các ngươi có tư cách gì đứng trước mặt chấm ta nhổ vào họ yến kia ngươi còn mặt mũi nào nói tới chuyện này xích đỉnh trung vực này đã sớm bị yến ra các ngươi làm cho chướng khí mù mịt rồi tài nguyên sao đúng vậy ba đại tông môn chúng ta chiếm cứ một ít tài nguyên nhưng mà người nào mà không biết, tài nguyên của xích đỉnh trung vực này yến ra các người cầm đi hơn phân nửa, lại còn lấy thêm một phần hiếu kính cho bất diệt thiên đô. Phần phân tới tay các đại tông môn đều là một ít cơm thừa canh cặn. Bằng không mà nói xích đỉnh trung vực chúng ta làm sao lại không có một tông môn nhị phẩm nào. Đúng vậy, trung vực khác hoặc ít hoặc nhiều đều có tông môn nhị phẩm. Duy chỉ có xích đỉnh trung vực bị yến ra các người nắm giữ, yến ra các người ăn hết tận gốc, lại còn ra vẻ coi trọng thế lực tông môn nguyên nhân xích đỉnh đế quốc diệt vong chính là vì yến gia các ngươi yến gia không diệt xích đỉnh trung vực vĩnh viễn sẽ không xoay người được không biết vì sao giang trần nhìn thấy xích đỉnh hoàng đế đấu võ mồm với ba đại công chủ hắn cả thấy vô cùng chán ghét họ yến kia chuyện cho tới nước này người có nói một ngàn một vạn lần cũng chỉ có một con đường là tự ngươi kết liễu hay là bổn thiếu chủ tiến ngươi một đoạn đường giang trần cũng không muốn nói nhảm với xích đỉnh hoàng đế này hừ Xích đỉnh hoàng đế cười lạnh nói, ngươi tiến ta một đoạn đường, ngươi dám một mình đấu với ta không? Giang Trần lạnh nhạt cười nói, đừng giả bộ, bổn thiếu chủ muốn giết ngươi dễ dàng như giết một con chó vậy. Một mình hát đấu với ngươi, ngươi cũng xứng sao, xích đỉnh hoàng đế vốn còn muốn mượn cơ hội một mình đấu với Giang Trần, kích thích Giang Trần, tìm một đường sinh cơ. Thấy Giang Trần căn bản khinh thường hắn, hắn mới biết được tính toán của mình đã thất bại. Hắn cười ha hả như điên, thiếu chủ chó má gì, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Giang Trần, người diệt xích đỉnh đế quốc ta, thế lực lớn trên bát vực sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi. Ngươi trở đi, đan hỏa thành, bất diệt thiên đô những thế lực này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xích đỉnh hoàng đế khàn khàn giọng nói, giống như muốn dùng oán niệm trong lòng giết chết Giang Trần, hủy diệt cả thế giới này vậy. Đây là con chó bại trận gào thét, Giang Trần không thèm để ý tới. Hắn chỉ cười hứng hờ, hạ lệnh, tiên vân, giết hắn xích đỉnh hoàng đế nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch đồng thời trên đỉnh đầu có một tấm độn không phù được thúc giục muốn nhờ độn quang thoát đi chỉ là lúc trước ngay cả lão tổ yến ra cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng hắn chỉ là một cường giả hoàng cảnh làm xoa có thể chạy thoát trước mặt vô số cường giả đế cảnh chứ tiêu vân trực tiếp tát một cái đạo độn quang kia đã bị chụp xuống phanh xích đỉnh hoàng đế giống như con chó chết ngã xuống mặt đất lúc mở mắt trước mắt có một phi tử còn một nửa thân thể đối mặt với hắn trong mắt dường như tràn ngập oán niệm nguyền rủa lại còn cười nhạo xích đỉnh hoàng đế đền tội coi như tuyên bố xích đỉnh hoàng thất triệt để sụp đổ thương hải đại đế mang theo những tinh anh càn quét hoàng cung rất nhanh đệ tử hoàng thất yến ra đã bị chém giết không sót một ai dưới sự hợp lực của ba đại tông môn lại càn quét một lần trong hoàng thành xích đỉnh đế quốc kể từ đó yến ra trong xích đỉnh trung vực hoàn toàn bị nhổ tận gốc lần càn quét lớn này cũng khiến cho xích đỉnh hoàng đô khủng hoảng nhưng mà rất nhanh giang trần đã đứng ra tỏ thái độ chư vị xích đỉnh hoàng thất cấu kết với bất diệt thiên đô xâm lấn vạn tượng cương vực diệt tông môn ta giết đồng môn ta bổn thiếu chủ hôm nay báo thù chỉ diệt trừ hoàng thất yến ra cùng với những vây cánh của hoàng thất yến ra mà thôi những người khác sẽ không động tới dù chỉ một cọng lông mọi người không cần khủng hoảng giang trần nói những lời này khiến cho lòng người xích đỉnh hoàng đô đang bàng hoàng chậm rãi ổn định lại thiếu chủ đại cục xích đỉnh hoàng đô đã định những tông môn tứ phẩm năm đó xâm lấn vạn tượng cương vực nên xử lý thế nào. Thương Hải Đại Đế cười nói, xích đỉnh trung vực đã bị chúng ta nắm giữ, những tông môn này đã là cá nằm trong chậu, không đáng để lo. Giang Trần cười nhạt, Thương Hải, người đem một đội ngũ phân thành bốn hướng, phân biệt đi trấn áp kỳ thiên tông, trúc tiết tông, kim phù tông, báo cầm tông. Tiêu Vân, người mang theo hai nhóm nhân mã phân biệt trấn áp tứ tượng tông, phong vân điện. Tiêu Phong, người cũng mang theo hai nhóm nhân mã phân biệt trấn áp huyền viêm tông, cửu lãng tông. Mạch lão ca, huynh đi cùng tới ta tới lôi âm môn và cự côn tông. Hai tông môn này tự nhiên giang trần muốn đích thân tới đối phó. Bởi vì hai tông môn này là hung thủ xâm lấn đan kiền cung, tự nhiên giang trần phải tự thân tới xử lý. Cùng ngày, giang trần dẫn đầu đội ngũ mạnh mẽ giá lâm lôi âm môn và cự côn tông. Hai tông này trước đó cũng nhận được tin tức, nhưng mà toàn bộ xích đỉnh trung vực đều bị Giang Trần phái người phong tỏa hai đại tông môn này vẫn còn đang do dự có nên giải tán hay không thì Giang Trần đã dẫn theo đại quân tới gần. Vốn những tông môn tứ phẩm này sau lần kiếp nạn đuổi giết Giang Trần kia đã nguyên khí đại thương. Trình độ so với tông môn tứ phẩm của vạn tượng cương vực năm đó cũng không mạnh hơn là bao. Lại thêm Giang Trần tự mình ra trận, làm sao có thể chống đỡ được công kích mạnh mẽ của khổng thước vệ. Huống chi còn có vô song đại đế ở một bên lược trận. Đan trì cung chủ của Đan Kiền Cung và Vân Nhất trưởng lão nhiều năm chịu khuất nhục, hôm nay cũng phát thiết ra. Đối mặt với lôi âm môn và cử côn tông đang sợ hãi khôn cùng này, bọn họ cũng đại phát thần uy, giống như là chém dưa thái rau vậy, giết chết rất nhiều cao tầng hai tông môn. chương 2233, đại cục đã định. Y cục đã định, nhất là đan trì cung chủ, hắn là bán bộ hoàng cảnh, hôm nay trước mặt lôi âm môn và cử côn tông cũng là một tồn tại giống như quái vật khổng lồ vậy. Dưới sự căm hận ngút trời của hắn, cao tầng hai tông môn chết trong tay hắn chỉ ít có hơn 10 người mà những đệ tử Đan Kiền Cung ở Lưu Ly Vương thành nhiều năm như vậy, sau khi thực lực tăng lên nhiều mới phát hiện ra tông môn tứ phẩm của Sích đỉnh trung vực cũng chỉ như vậy mà thôi. Vốn khi bọn họ còn ở Đan Kiền Cung, cảm thấy tông môn tứ phẩm của Sích đỉnh trung vực là quái vật khổng lồ, hôm nay, trải qua lần tẩy lễ này, tầm mắt và thực lực của bọn họ đã tăng lên, Lôi âm môn và Cự côn tông này cũng không lọt vào trong mắt bọn họ được. Mà thực lực bọn họ cũng hơn xa những thứ gọi là thiên tài của tông môn tứ phẩm này sau khi thiên tài va chạm với nhau những thiên tài của đan kiền cung cơ hồ dùng xu thế nghiền nát tất cả ba ngày sau giết chóc trong xích đỉnh trung vực rốt cuộc cũng dừng lại hoàng thất hiến gia và dư đảng hoàng thất cũng hoàn toàn bị thanh lý sạch sẽ mặc dù có một số ít cá lọt lưới thế nhưng dưới thiên la địa võng chung quanh xích đỉnh trung vực căn bản cũng chạy không thoát mà những tông môn tứ phẩm kia toàn bộ đều bị nhổ tận gốc sau trận này thế cục trong xích đỉnh trung vực đã triệt để bị sửa đổi lịch sử xích đỉnh trung vực từ lúc này bước vào con đường hoàn toàn mới thiếu chủ đại cục đã định những thế lực trong xích đỉnh trung vực hiện tại chỉ còn ba tông môn tam phẩm kia cùng với một ít thế lực ngũ lục phẩm mà thôi phàm là thế lực có cấu kết với hoàng thất trên cơ bản đã thanh lý sạch sẽ thiếu chủ xích đỉnh trung vực này quả thực rất bao la a à. thiếu chủ sao không khống chế xích đỉnh trung vực này trong tay trở thành hậu hoa viên của lưu ly vương thành chúng ta mọi người nhao nhao đưa ra đề nghị của bản thân Giang Trần cười mà không đáp, việc này bổn thiếu chủ tự có chủ trương, mọi người không cần phải sốt ruột, xích đỉnh trung vực này trước tiên cứ gạt sang một bên. Tất cả mọi người khó hiểu, không biết sốt cuộc trong lòng Giang Trần nghĩ như thế nào. "Thiếu chủ, hiện tại quả thực là thời cơ tốt nhất để nắm xích đỉnh trung vực trong tay a. Hoàng thất xích đỉnh quốc vẫn lạc, xích đỉnh trung vực như chỗ không người. Chúng ta không thừa cơ nắm lấy không phải là đáng tiếc lắm sao?" Giang Trần khoát tay nói. Xích đỉnh trung vực này nhất định phải khống chế trong ta à. Nhưng mà hiện tại còn chưa phải lúc Chư vị, diệt xích đỉnh trung vực chỉ là bước đầu tiên Bước kế tiếp còn phải khôi phục ra viên cố thổ ta Trùng kiến vạn tượng cương vực Chư vị có nguyện cùng bổn thiếu chủ đi tới vạn tượng cương vực hay không? Chúng thuộc hạ nguyện ý Tất cả mọi người tỏ thái độ Thiếu chủ, vì sao lại không thừa cơ nắm lấy xích đỉnh trung vực này? Vô song đại đế cũng nói ra nghi hoặc của bản thân Giang Trần cười nói Trước tiên ném cho ba đại tông môn, hiện tại xích đỉnh trung vực như chỗ không người. Giữa bọn họ nhất định sẽ có một hồi tranh đấu, đợi tới khi bọn chúng chó cắn chó không sai biệt lắm, xích đỉnh trung vực triệt để sụp đổ, đại loạn, khi đó ta trở về chủ trì đại cục, đến lúc đó tất cả đã có thể định đoạt rồi. Vô Song đại đế trầm tư một lát, hai mắt sáng ngời. Cao Minh a, à, Hoè Sơn nhị tiêu nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ không hiểu nổi hiện tại nhân cơ hội nắm lấy so với đợi một thời gian rồi tới thu dọn đại cục rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt chẳng lẽ còn kiêng kỵ ba đại tông môn kia chỉ là tông môn tam phẩm căn bản không có uy hiếp gì có dị nghị thì trực tiếp chụp chết là được thương hải đại đế như có điều suy nghĩ cũng vỗ đùi nói diệu a à, thiếu chủ mưu tính sâu xa thương hải bội phục tiêu vân lại nghĩ mãi không rõ các ngươi không ngừng nói cao minh ta là kẻ quê mùa không hiểu đạo lý trong này a à. ha ha hiện tại thiếu chủ nắm lấy xích đỉnh trung vực bên ngoài tất sẽ nói thiếu chủ mượn danh nghĩa báo thủ tiến hành xâm lấn trên phương diện danh tiếng sẽ bất lợi với thiếu chủ đợi tới khi tự xích đỉnh trung vực bạo loạn đến lúc đó thiếu chủ lại ra tay mượn danh nghĩa bình định nội loạn xích đỉnh trung vực vào trong xích đỉnh trung vực tọa chấn đến lúc đó xích đỉnh trung vực trải qua trận náo loạn giữa các tông môn kia nhất định lòng người sẽ bàng hoàng bọn họ cùng hy vọng có một thế lực cường đại tham dự làm thế cục xích đỉnh trung vực vững chắc khiến cho xích đỉnh trung vực thái bềình. đến lúc đó dùng địa vị và thanh danh của thiếu chủ, người xích đỉnh trung vực sau khi nhận thức được chỗ tốt của thiếu chủ, bọn họ hoan nghênh cũng không kịp a. À. chỉ cần người xích đỉnh trung vực ủng hộ thiếu chủ ở trong này, người bên ngoài vô luận có nói thế nào, nghi vấn chỉ trích ra sao, đều chỉ là phí miệng lưỡi mà thôi. bởi vì đây là lựa chọn của người xích đỉnh trung vực, bọn họ lựa chọn thiếu chủ chúng ta, nguyện ý để cho thiếu chủ chúng ta khống chế xích đỉnh trung vực thiếu chủ có thể mang tới phồn vinh và hòa bình cho xích đỉnh trung vực mang tới cuộc sống ổn định cho mọi người giải thích như vậy khiến cho Hè sơn nhị tiêu hiểu rõ tiêu vân gãi gãi đầu nói hắc hắc còn có nhiều đạo lý cong cong thẳng thẳng như vậy sao xem ra người quê mùa như ta quả thực chỉ thích hợp chém chém giết giết không thích hợp làm trò trí óc a à. giang trần cười nói được rồi hiện tại dư nhiệt yến ra cũng bị giết không sai biệt lắm chư vị chúng ta sẽ đi vạn tượng cương vực ngay bây giờ từ tông chủ cho tới cao tầng của ba đại tông môn mấy ngày nay đều cảm thấy không tốt. Bọn họ lo lắng giang trần thiếu chủ này mục đích chủ yếu là chiếm giữ ở xích đỉnh trung vực bọn họ mà không đi, như vậy bọn họ phải làm thế nào bây giờ? Nhưng mà loại lo lắng này của bọn họ nhanh chóng đã không còn tồn tại. Bởi vì bọn họ nhận được tin tức, giang trần thiếu chủ và cường giả dưới chương hắn sẽ lập tức rời khỏi xích đỉnh trung vực tới vạn tượng cương vực. Tin tức này khiến cho tông chủ ba đại tông môn phấn chấn không thôi. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được Giang Trần thiếu chủ này lại quân tử như vậy. Không nhúng chàm xích đỉnh trung vực, báo thù xong là đi. Theo bọn họ thấy, chỉ cần Giang Trần thiếu chủ này có chút dã tâm thì nhất định sẽ nắm lấy xích đỉnh trung vực mới đúng a. À. Bọn họ thực sự đi hay sao? Tông chủ Thiên Ưng tông nghe thấy tin tức này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn đó là tin tức này chính là tin tức giả, tung hỏa mù. Tông chủ, thuộc hạ quan sát đại quân Lưu Ly Vương thành, quả thực đã bắt đầu chuẩn bị lui lại. Báo bên người lại có người xông tới bẩm báo. Tông chủ, chuyện tốt, chuyện tốt ra Giang Trần thiếu chủ và các cao thủ đã rút lui khỏi xích đỉnh Hoàng Đô. Hiện tại cả xích đỉnh Hoàng Đô đã không còn nửa người của Lưu Ly Vương Thành nữa. chương 2234, Bảo Thủ Tông, Đan Phi Hiện một O Thủ Tông, Đan Phi Hiện một Cái gì? Tông chủ thiên ưng tông thoáng cái đứng lên, nhanh, truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả cao tầng tông môn, bổn tông chủ có chuyện quan trọng cần sắp xếp cơ hồ cùng lúc đó, vạn phật tông và xích ly tông, hai đại tông môn này cũng nhận được tin tức giang trần rời khỏi. tông chủ hai đại tông môn này đều phấn chấn không thôi, bắt đầu suy nghĩ kế sách đối ứng. giang trần vừa đi, xích đỉnh trung vực to lớn như vậy chẳng khác nào là quần long vô thủ. hiện tại các thế lực tông môn trong xích đỉnh trung vực cũng chỉ còn lại ba đại tông môn bọn họ. đây chính là thời cơ tốt nhất của ba đại tông môn bọn họ a. À. dã tâm của ba đại tông môn lập tức bành trướng tới mức tận cùng. Giang Trần mang theo đại quân tiến vào khu vực Vạn Tượng Cương Vực. Hiện tại Vạn Tượng Cương Vực sau khi trải qua một kiếp kia, núi sông nghiền nát, vạn vật tiêu điều, nhìn thế nào cũng còn chưa khôi phục từ trong đại kiếp được. Tứ đại hoàng giả phụ trách bao vây Vạn Tượng Cương Vực, sau khi biết rõ Giang Trần nhập cảnh đều tới bái kiến. Bốn vị, các vị vất vả rồi. Giang Trần cổ vũ vài câu, đám người đan trì cung chủ tiến vào Vạn Tượng Cương Vực, cảm xúc trong người hưng phấn khó hiểu. Trong hưng phấn lại có thương cảm, có kích động có chờ mong, càng có vô tận thống khổ. Vân Niết trưởng lão lệ rơi đầy mặt, không thể tưởng tượng được Vân Niết ta lúc sinh thời còn có thể trở về vạn tượng cương vực. Ông trời có mắt ban thưởng thiên tài như Giang Trần Thiếu Chủ, mới khiến cho đan kiền cung ta có ánh mặt trời như hôm nay. Phanh phanh, Vân Niết trưởng lão không ngờ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Giang Trần dập đầu. Giang Trần Thiếu Chủ, xin nhận một lạy của lão phu. Phịch phịch phịch, những đệ tử đan kiền cung tre tuổi kia cũng quỳ dạp xuống đất. Chư vị, Đứng lên đi, đứng lên đi. Giang Trần ta tuy rằng là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, nhưng cũng là một thành viên Đan Kiền Cung. Khôi phục tông môn, thu phục cố thổ, đây là trách nhiệm của ta, không cần phải hành đại lễ như vậy. Đi, chúng ta đi tới Đan Kiền Cung. Giang Trần nâng từng người dậy, những người của Đan Kiền Cung này, tâm tình trên đường đi dần dần sáng sủa lên. Ít nhất bọn họ trở về lần này không phải là lén lút trở về mà là hãnh diện trở về. Mặc kệ quá khứ trải qua tai kiếp thế nào, ít nhất hiện tại bóng đêm đã qua, nắng mai một lần nữa chiếu dọi đan kiền cung. Vạn tượng cương vực, thiên quế vương quốc trong liên minh thập lục quốc những ngày qua cực kỳ yên tĩnh. Vạn tượng cương vực năm đó gặp tai kiếp, tuy rằng thiên quế vương quốc cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là vương quốc thế tục, thiên quế vương quốc cũng không gặp tai họa gập đầu. Tứ vương tử năm đó về sau đã đăng cơ làm hoàng đế thiên quế vương quốc, những năm kỳ thực hắn cũng cực kỳ phiền muộn. Năm đó vạn tượng cương vực gặp phải tai kiếp, cả liên minh thập lục quốc cũng bị các loại thế lực chia cắt. Phân đà tử dương tông sau đó cũng trở thành tử quang phân đà của cửu dương thiên tông. Nhưng mà cách đây ít năm, tử dương phân đà kia bỗng nhiên gặp đả kích, trong vòng một đêm bị diệt. Tử quang phân đà bị diệt, vốn liên minh thập lục quốc cho rằng những ngày tốt đẹp đã tới, thế nhưng rất nhanh, đội ngũ cửu dương thiên tông lại lần nữa tiến vào, hơn nữa các loại thế lực tán tu cũng không ngừng tiến vào liên minh thập lục quốc. Thẩm thấu tới tất cả các phương quốc thế tục, Thiên Quế Vương Quốc là một trong bốn nước lớn của Liên Minh Thập Lục Quốc. ở Liên Minh Thập Lục Quốc cũng coi như là tồn tại hiền hách, cũng là nơi mà các loại thế lực chiếm giữ tương đối nhiều. Diệp Dung tuy rằng là hoàng đế, thế nhưng các loại thế lực lại cản tay điều khiển Thiên Quế Vương quốc làm cho người làm hoàng đế như hắn cơ hồ thành khôi lỗi, chỉ để trang trí. Nhưng mà ước chừng nửa năm trước, thế lực Cửu Dương Thiên Tông trong Liên Minh Thập Lục quốc bỗng nhiên bỏ chạy. Cửu Dương Thiên Tông vừa mới rút lui, địa bàn bỏ lại bị người khác tiếp nhận tức thì hiện tại cả liên minh thập lục quốc vẫn là thiên hạ của tu sĩ từ bên ngoài tới những tu sĩ này có người tới từ xích đỉnh trung vực có người tới từ những cương vực khác các loại thế lực ngư long hỗn tạp là trưởng khống giả chính thức của liên minh thập lục quốc hiện tại vương đô của thiên quế vương quốc tuy rằng náo nhiệt như trước thế nhưng bộ dáng năm đó cơ hồ không nhìn thấy nếu có cơ hồ đều là tu sĩ có cách ăn mặc khác nhau từ bên ngoài tới thái phó diệp trọng lâu năm đó cũng đã sớm không thấy lòng vệ nha điền thiệu năm đó trung thành nhất cũng ẩn lui bên người hoàng đế như diệp dung tuy rằng còn có chút thân tín thế nhưng đều là người quá yếu căn bản không thể trợ giúp hắn khống chế thế cục thiên quế vương quốc hoàng đế khôi lỗi như hắn vẫn phải tiếp tục làm thiên quế vương quốc dù sao cũng là vương quốc thế tục các loại tin đồn bên ngoài cơ hồ rất ít khi truyền tới nơi thế tục như thế này ai chẳng lẽ diệp dung ta khổ cực trèo lên ngôi vị hoàng đế kết quả cuối cùng vẫn cả đời làm khôi lỗi hay sao hoàng đế diệp dung không cam lòng hắn rất hoài niệm thiên quế vương quốc lúc trước lúc trước khi còn trẻ nhớ tới đoạn thời gian đồng cam cộng khổ với giang trần không biết giang trần huynh đệ bây giờ ở phương nào đôi khi nửa đêm ngẫu nhiên trong đầu diệp dung cũng hiện lên ý nghĩ như vậy từ khi giang trần rời khỏi bảo thủ công dùng nhân mạch diệp dung rốt cuộc cũng không nghe được tin tức nào nữa dù sao hắn chỉ là quốc quân một thế lực thế tục mà thôi thúc phụ và đường đệ năm đó cùng giang trần ở lại thiên quế vương quốc không biết cũng rời khỏi từ khi nào cùng với thiên quế vương quốc ngư long hỗn tạp còn có bảo thụ tông bảo thụ tông là một trong bốn đại tông môn của liên minh thập lục quốc trên phương diện tài nguyên không thể nghi ngờ là một trong những tông môn phong phú nhất liên minh thập lục quốc nhất là san hà bảo thụ của bảo thụ tông cũng hấp dẫn rất nhiều hứng thú của tu sĩ giang hồ hiện tại bảo thụ tông này cũng bị một đám tu sĩ chiếm giữ đám tu sĩ này vốn là một ít mạo hiểm giả bên ngoài tạo thành một đoàn thể không ngờ lại chiếm cứ bảo thụ tông lúc này khai tông lập phái tạo thành thụ linh tông là nơi tán tu tụ tập luận thực lực thực lực của thụ linh tông này còn siêu việt bảo thụ tông năm đó dù sao bảo thụ tông năm đó chỉ có hai cường giả nguyên cảnh mà thôi mà thụ linh tông này hiện tại cường giả nguyên cảnh có một nhóm lớn mà người tự phong tông chủ lại có tu vi thánh cảnh sơ giai thụ linh tông này tu hú chiếm tổ chim thước không có chút khách khí nào cao thấp bảo thụ tông năm đó vì tránh né xích đỉnh trung vực gây khó dễ toàn bộ tông quy ẩn, rời khỏi bảo thủ tông. Lưu lại sơn môn bảo thủ tông, bị những người này nhảy vào thay thế. Hiện tại nếu như người bảo thủ tông trở về, chỉ sợ cũng nhận không ra nữa. Bởi vì bảo thụ tông của bọn họ đã bị làm cho chướng khí mù mịt. Trường 2235, Bảo thụ Tông, Đan Phi Hiện 2. Bảo Thủ Tông, Đan Phi Hiện 2. Một ngày nọ, ngoài sơn môn Bảo Thủ Tông bỗng nhiên hư không khẽ động. Một đạo thân ảnh thon dài bỗng nhiên xuất hiện ở cửa vào sơn môn Bảo Thủ Tông đây là một nữ nhân dáng người thon dài bề ngoài thanh lệ trên trán dường như còn có một tầng yêu thương nhàn nhạt, nhạt đáp xuống trước sơn môn bảo thụ tông người nào ngoài sơn môn bảo thụ tông lập tức có người nhảy ra ngăn cản đường đi của nữ tử thanh thú này hai người cản đường này tự nhiên là người thụ linh tông nhìn thấy người tới không ngờ lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp hai người này nhìn nhau trong mắt đều hiện lên hỏa diễm tà ác hiển nhiên bọn họ cũng bị vẻ ngoài kinh diễm và khí chất lạnh lùng của nữ tử này chấn nhiếp câu dẫn ra tàn niệm trong lòng bọn họ. Mẹ nó, đây là lão thiên thấy chúng ta những ngày này quá cực khổ cho nên đưa thức ăn tới tận miệng chúng ta hay sao? Một gã hán tử gầy gò trong hai người cười quái dị một tiếng rồi nói với đồng bạn. Chật chật, tốt, tốt, tiểu ni tử này quả thực quá đẹp, dáng người lại mềm mại như vậy, nếu không phải lạnh lẽo như vậy mà đổi lại là nóng bỏng một chút, vậy quả thực chính là hoàn mỹ a. À. Lão Dương, lần này ngươi tới trước hay ta tới trước? Một đại hán đầu chọc khác nhếch miệng cười dâm ánh mắt không hề che giấu, nhìn vào trên khuôn mặt của nữ tử thanh tú kia, xuồng xã đánh giá. Biểu lộ, ánh mắt chi mặt dường như muốn ăn tươi nuốt sống nữ tử này vậy. Đồng bạn hắn lại không vui một chút nào, lão cao, dựa vào cái gì mà ngươi đòi tới trước. Hàng cực phẩm như vậy cho ngươi tới trước lão tử ăn đồ thừa hay sao? Lan đi, lão tử chết cũng không đồng ý, hai tên này không ngờ lại không ai nhường ai. Nữ tử thanh tú kia vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt thương cảm nhìn qua từng cành cây ngọn cỏ của bảo thụ tông, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ buồn bã. Bảo thủ tông, cỏ cây núi sông vẫn còn, người thì không. Lão gia tử, giang trần, rốt của các người đi nơi nào? Đi nơi nào a? À? bờ môi nữ tử này phát run, giống như thì thảo nói mớ. Có lẽ ta thực sự sai rồi, nếu như năm đó ta không rời khỏi thiên quế vương quốc, không rời khỏi bảo thụ tông thì tốt biết bao. Nữ tử này tự nhiên chính là dưỡng nữ kiêm đệ tử của lão gia tử Diệp Trọng Lâu Đan Phi. Khuôn mặt Đan Phi vẫn như trước, giống như tuế nguyệt ở trên mặt nàng căn bản không lưu lại được dấu vết gì. Chẳng qua năm đó nàng là đệ nhất mỹ nhân của thiên quế vương quốc, hiện tại trên mặt lại thiếu đi vài phần khí khái hào hùng của năm đó mà đổi lại là vẻ thương cảm của một thiếu nữ. Này, tiểu ni tử, người đang nói nhảm gì đó? Tiểu nương tử nhà ai, có phu quân chưa vậy? Bên kia, hai gia hỏa này lại huyết sáo, không ngừng buông lời dâm uế với đan phi, ngản ngớn không thôi. Không phải tiểu ni tử này đầu óc có vấn đề đó chứ? Đại hán đầu chọc gọi là lão cao kia lại có chút hoài nghi đánh giá Đan Phi. Người quản đầu óc nàng ta có vấn đề làm gì, tuyệt sắc nhân gian như vậy, cho dù đầu óc có vấn đề thì cũng là bữa tiệc mỹ vị a. Tên hán tử gầy gò gọi là lão dưỡng kia lại nở nụ cười dâm đáng nói. Đôi mắt phượng của Đan Phi đột nhiên lóe lên hàn quang, từ trong cảm xúc đau thương phục hồi tinh thần lại. Ồ, hóa ra đầu óc không có vấn đề a. Chậc chật, tiểu nương tử này dường như nghe thấy chúng ta đùa dẫn a có chút thẹn thùng, dường như còn có chút tức giận nha. Đan Phi lạnh lùng nhìn qua hai người này, lạnh nhạt nói. Bổn cô nương không muốn giết người, cho nên các người tự mình cắt đầu lưỡi, cút ra khỏi nơi này đi. Cái gì, hai tên hán tử kia sững sờ, nhìn lẫn nhau, còn cho rằng tai mình nghe nhầm. Tiểu nương tử nũng nịu này thoạt nhìn yếu đuối, không ngờ mở miệng khẩu khí lại lớn như vậy. Cắt đầu lưỡi, cút ra ngoài sao, tên hán tử đầu chọc gọi là lão cao nhịn không được cười ha hả. Thú vị, thú vị, không thể tưởng tượng được tiểu ni tử này lại thú vị như vậy. Loại ni tử trinh liệt như vậy chơi mới sảng khoái A. À. Lão Dương, người nói xem có đúng không? Hắc hắc, rất đúng, rất đúng. Ngựa hoang mới là ngựa tốt, lão tử càng thích A. À. Hai tên hán tử này căn bản không biết tiểu ni tử yếu ớt trước mặt bọn họ có thể tạo thành uy hiếp gì với bọn họ. Hơn nữa đây lại là liên minh thập lục quốc chứ không phải ở bát vực. Trong loại thâm sơn cùng cốc như vậy, người dám ở thụ linh tông dương oai căn bản không có. Tiểu ni tử, người muốn đại gia cắt đầu lưỡi. Tới đây, tới đây, chúng ta thân mật một chút, nếu như người có bổn sự này, đại gia sẽ đưa đầu lưỡi cho người cắt, vậy cũng khoái hoạt a. À. Ha ha, sắc mặt đan phi trầm xuống, đột nhiên thân ảnh lóe lên, giống như một cơn gió xẹt qua bên người hán tử kia, rồi dừng lại tại địa phương cách lưng hán tử kia 7-8 mét. Tên hán tử cao gầy kia khẽ giật mình, trong nháy mắt hắn như cảm giác được có một đạo lực lượng rất nhỏ xẹt qua cổ hắn vậy ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu đầu hắn bỗng nhiên buông lỏng đột nhiên từ trên cổ trượt xuống nhanh chóng rơi xuống đất đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại nhanh chóng nhìn vào thế giới trước mắt chỉ là thế giới trước mắt hắn hiện tại dường như đã điên đảo rồi sau một khắc hắn mới ý thức được đầu mình đã rời xa thân thể nhưng mà đây cũng là một đạo tàn niệm cuối cùng trong nhân sinh của hắn biến cố bất thình lình làm cho hắn tử đầu chọc kia biến sắc thật giống như là nhìn thấy quỷ giữa ban ngày vậy trong mắt tràn ngập sợ hãi khiếp sợ nhìn qua bộ dáng thân thể chia lìa của đồng bạn hắn cơ hồ sợ tới mức cảm thấy đúng quần của mình đã ẩm ướt đây đây là tốc độ gì a à? hắn còn chưa kịp hiểu rõ thì đầu của đồng bạn hắn đã dọn nhà mà đi rồi phải biết rằng bọn họ đều là cường giả nguyên cảnh ở trong liên minh thập lục quốc này có thể nói là tồn tại đi ngang tu vi như vậy ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại bị một tiểu ni tử xinh đẹp chém đầu một cách khó hiểu sự sợ hãi lập tức lan tràn toàn thân hắn ngươi ngươi đừng tới đây a à. tên hán tử đầu chọc kia run rẩy sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói tiểu thư tiên tử nữ nhân ta sai ta ta xác đảm bao thiên che mờ lý trí ta sai rồi ta tự tát mình van cầu ngươi không nên giết ta a à. tên hán tử đầu chọc có thân thể vạm vỡ lúc này ngay cả một chút cốt khí cũng không có không ngừng dùng tay tát vào mặt mình ngươi muốn sống sao thanh âm trong trẻo của đan phi vang lên, nàng lạnh lùng hỏi. Muốn, muốn sống, tên đại hán đầu chọc kia quỳ dạp xuống đất, nói. Tiên tử ở trên, tiểu nhân có mặt không trong, mạo phạm tiên tử, cầu tiên tử coi tiểu nhân như một cái rắm mà nhủ lòng thương xót thả tiểu nhân. Nói, bảo thuộc tông này hiện tại là kẻ nào chiếm giữ. chương 2236, trực tiếp sát nhập một. C tiếp sát nhập, một, đan phi lạnh nhạt nói trong thanh âm có một cỗ uy nghiêm khiến cho toàn thân hán tử kia như rơi vào trong hầm băng, nhịn không được run rẩy. Ta nói, ta nói, ở đây hiện tại không gọi là bảo thụ tông mà gọi là thụ linh tông. Là đội ngũ tán tu tới từ khắp nơi cướp đoạt địa bàn nơi này, thành lập một tông môn. Trong đó có một đội ngũ tán tu có thực lực mạnh nhất là tông chủ thụ linh tông và mấy trưởng lão, mấy người này đều là tán tu trong đội ngũ này. Thụ linh tông này từ khi chiếm giữ tới nay có rất nhiều tán tu không ngừng đầu nhập vào, thanh thế càng lúc càng lớn tên đại hán đầu chọc này thoạt nhìn cao to vạm vỡ thế nhưng lại là một gia hỏa ngoài mạnh trong yếu bị đan phi đe dọa như vậy dọa tới mức tiểu gia quần giống như triệt để thay đổi vô cùng ngoan ngoãn nói ra tất cả một đám ô hợp lông nghi đan phi nhíu lại đội ngũ tán tu chiếm địa bàn người ta tụ tập một đám gia hỏa liều mạng khác loại tông môn tạm thời kiến tạo này căn bản không có lực ngưng tụ nào cũng chưa nói tới độ trung thanh và ủng hộ gì nói trắng ra chỉ là tạm thời vì lợi ích mà tụ tập lại một chỗ Vậy người bảo thủ tông trước đó đâu rồi? Đan Phi lạnh nhạt nói. Trước, trước đó sao? Đại hán đầu chọc lắp bắp nói. Trước đó dường như nơi này không có người a. À. Khi chúng ta tới đây, bảo thủ tông này căn bản không có lấy một bóng người. Nghe nói năm đó trước khi xích đỉnh trung vực xâm lấn vạn tượng cương vực, người bảo thủ tông trong vòng một đêm biến mất. Cũng không biết đi tới chỗ nào. Từ đó về sau, người bảo thủ tông này cũng không xuất hiện nữa. Người xác định chứ, ta, ta cũng chỉ nghe bọn họ nói vậy. Đại hán đầu chọc cảm nhận khí thức lạnh lùng của Đan Phi, sợ so tới mức sắc mặt trắng bệch, ấp á ấp úm noi. Ta, ta tới muộn, những chuyện trước đó đều là nghe người khác nói. Thụ Linh Tông, trong lòng Đan Phi xuất hiện lửa giận, nói, tu hú chiếm tổ chim thước còn dám sửa tên bảo thụ Tông. Tông chủ Thụ Linh Tông này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn, người này là tán tu trên bát vực, tu vi một thân viễn siêu chúng ta. Chính là tiền bối thánh cảnh A. Tên đại hán đầu chọc kia cảm nhận được sát khí của Đan Phi, toàn thân khẽ run rẩy. Thánh cảnh, hắn gọi là gì, tiên tử, tất cả mọi người đều gọi hắn là Tần Tông Chủ. Trên giang hồ dường như còn có tên gọi là Tần Thập Tam. Tần Thập Tam, chưa từng nghe qua, Đan Phi khẽ lắc đầu, tiên tử, những thứ người hỏi ta đều trả lời rồi. Cầu tiên tử tha cho tiểu nhân một cái mạng A, tên đại hán đầu trọc này đau khổ cầu khẩn, trong mắt Đan Phi hiện lên hàn mang, ngữ khí lạnh lẽo như băng nếu như vậy từ cắt đầu lưỡi mình, xéo đi. Hả, tiên tử, tha mạng a. À. Tên đại hán đầu chọc kia nghe nói vẫn phải cắt đầu lưỡi, hồn phi phách tán nói. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo khôn cùng của Đan Phi, trong lòng cả kinh, hắn biết rõ nếu như mình không thành thật một chút, chỉ sợ cái mạng nhỏ này khó bảo toàn. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp vung đao lên về phía miệng. Một nửa đầu lưỡi trực tiếp bị cắt xuống, tên đại hán đầu chọc đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, nắm lửa đầu lưỡi, quay đầu đi, nào còn dám dừng lại một chút nào? hắn định lập tức đi cầu y, cái đầu lưỡi này còn có thể nối lại được. nếu như trần chờ đợi tiên tử lạnh lùng như băng này đổi ý, không chỉ có mất đầu lưỡi mà là rơi đầu. đối với đan phi mà nói, loại tiểu nhân vật như vậy giết một nàng cũng đã hết tức giận. nàng cũng không thèm nhìn đại hán đầu chọc kia rời khỏi, mà hai hàng lông mi nhíu mày nhìn về phía sơn môn bảo thủ tông. lão gia tử năm đó ẩn cư ở thiên quế vương quốc, thế nhưng trong lòng lại luôn nghĩ về bảo thủ tông tâm của lão nhân gia vẫn thuộc về bảo thủ tông. Hôm nay bảo thủ tông này lại do một đám ô hợp chiếm đóng. Nếu như lão gia tử biết được, tất sẽ đau lòng không thôi. Đan Phi nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời cũng không thu hoạch được gì mà trong lòng lại tràn ngập tức giận, thoáng cái muốn bạo phát ra. Vì lão gia tử, vì hắn, bảo thủ tông này quyết không thể rơi vào trong tay đám xúc sinh thô lỗ này. Vạn nhất có một ngày bọn họ trở về thì sao? Trong lòng Đan Phi nghĩ vậy, thân ảnh mềm mại hóa thành một đạo quang mang màu xanh phi vào trong bảo thụ tông. Số lần đan phi tới bảo thụ tông không nhiều, mỗi một lần tới đều là đi theo diệp lão gia tử, đối với bảo thụ tông cũng không thể nói là có cảm tình thâm hậu. Nhưng mà sau khi tiến vào sơn môn bảo thụ tông, nhìn thấy bốn phía sơn môn một mảnh trướng khí mù mịt, hoàn toàn không có một chút bộ dáng nào của một trong bốn đại tông môn năm đó. Từng đám tán tu, đông một đám, tây một đám, bốn phía đều có. Có người uống rượu ăn thịt, có kẻ tầm hoan tác nhạc, có người đang say sưa ngủ. Đan Phi đứng ở chỗ cao, nhìn từ trên cao xuống, nhìn thấy một màn như vậy, tim phổi đau đớn không thôi. Đúng lúc này lỗ tai Đan Phi khẽ động, nghe thấy trong một biệt viện ở hậu sơn dường như có thanh âm truyền tới, còn có tiếng cười quái dị, tà ác của một đám nam nhân thi thoảng từ phía đó truyền ra. Đan Phi nhíu mày, phóng mắt nhìn lại, nàng thấy được trong biệt viện kia là một đám nữ tử toàn thân không có một mảnh vải, bị một đám hán tử đuổi theo giống như một đám cừu non bị linh cầu đuổi theo thì thoảng phát ra tiếng thét khủng bố những tên hán tử kia tay đều cầm roi ra vung vẩy trên hư không quất vài cái khiến cho những nữ tử kia căn bản bất chấp ngượng ngùng tiếng thét chói tai vang lên tán loạn tình cảnh này giống như một đám gia súc bị người ta xua đuổi vậy đám nữ tử này hơn phân nửa tuổi đều còn rất trẻ nhìn thế nào cũng đều là người có dáng vẻ không tệ thậm chí còn vô cùng tốt chỉ là trên những thân thể trắng như tuyết kia có vài vết thương đỏ hắt ông nhìn qua cũng biết được các nàng bị nhốt ở nơi này, làm thứ phát tiết cho đám người tàn ác này, cũng dùng để bọn chúng mua vui. Những tên hán tử kia cầm roi ra không ngừng vung vẩy, chỉ cần nghiêng về phía nào, lập tức sẽ giống như xúc sinh, đi làm chuyện hoang dâm, cầu thả với thiếu nữ bên đó. Cảnh tượng hỗn loạn khiến cho lông nghi đan phi nhíu lại. Đám xúc sinh này, đan phi thân là nữ nhi, nhìn thấy đám xúc sinh này trà đạp nữ nhân như vậy, lửa giận của nàng đã tích tụ tới cực hạn. Thân thể nhoáng lên một cái, Đan Phi lập tức nhảy xuống dưới. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Những hán tử kia hiển nhiên đều là cao thủ, hơn nữa thực lực còn không kém. Cả đám cảm thấy hoa mắt, dường như có người xuất hiện trong sân. Mà có một ít người không để ý, tiếp tục vội vàng đuổi theo những nữ tử khác, miệng cười tâu tuét, vô cùng phóng túng. Thân ảnh mềm mại của Đan Phi xông qua, dao găm trong tay giống như cơn gió quét qua. chương 2237, trực tiếp sát nhập 2. C tiếp sát nhập 2. Siêu siêu, hai tiếng vang lưu loát vang vọng xẹt qua cổ của hai gần đó nhất hai võ giả kia đang vô cùng khí thế lao về phía trước lúc này lập tức trì trệ sau đó trên cổ đột nhiên có một cột máu tươi phun ra cổ trệch một cái cái đầu lớn lập tức rơi xuống đất a à, những võ giả đằng sau chậm hơn một chút nhìn thấy một màn bất thình lình như vậy đều dừng chân lại ánh mắt quan sát một chút nhìn thấy một thiếu nữ dung mạo như thiên tiên như gió mà tới vẻ mặt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào bọn họ Ô tiểu ni tử này từ đâu tới vậy mọi người cẩn thận thủ đoạn của tiểu ni tử này không tầm thường nhanh thông báo tông chủ có địch nhân xâm lấn đan phi mặt không biểu tình giờ phút này trong lòng nàng chỉ có sát ý vô tận nàng muốn đem ra trên người những tên xúc sinh này lột sạch chút giận thay cho những nữ tử kia thân thể lạ nhoáng lên tốc độ đan phi lại càng nhanh hơn võ giả phía sau đang muốn rời khỏi đình viện này lập tức bị đan phi lao tới trận cửa tốc độ của đan phi nhanh như cơn gió nhanh như thiểm điện, dao găm trong tay tựa như đang hái nhau vậy, liên tục cắt qua cổ mấy tán tu đang định xông ra ngoài, một đao lập tức có một cái đầu người rơi xuống đất. Đám võ giả này tổng cộng có hơn 10 người, trong nháy mắt công phu đã bị đan phi chém chết 5 người, 8 9 tán tu còn lại lúc này trong mắt tràn ngập sợ hãi. Con mẹ nó, thật độc ác, mọi người cùng nhau xông lên, chém giết nàng ta. Đúng vậy, tốc độ mọi người đều không bằng nàng ta. Trốn không được, cùng tiến lên mới có hy vọng phá vòng vây giết những tán tu này hiển nhiên đều là kẻ liều mạc đều vô cùng quả quyết biết rõ trốn không thoát cho nên dứt khoát một không làm hai là làm tới cùng hung ác một lần toàn bộ sông về phía đan phi trên mặt đan phi thủy chung không có bất kỳ biểu lộ nào đột nhiên sát ý trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên dao găm nhanh như gió trên dao găm kia đột nhiên bắn ra vô số đạo quang mang màu trắng giống như những con cá nhảy lên trên mặt nước sông vậy sau một khắc quang mang phóng đi những võ giả đang vò tới trước, cả đám giống như bị thứ gì đó ghim chặt cổ lại. Cả đám vứt bỏ vũ khít song tay, hai tay tuyệt vọng ôm cổ, giống như sợ đầu mình rơi xuống vậy. Chỉ là hy hai tay bọn họ vừa mới nhấc lên được một nửa lại vô lực rũ xuống. Từng cái đầu không ngừng đập xuống mặt đất, tám chín võ giả trong vòng một chiêu đã bị đan phi chém rụng toàn bộ đầu. Đan phi giết hết đám súc sinh này cũng không có hết giận dữ, nàng nhảy lên trên không trung, miệng giết gào. Tần thập tam, lăn ra đây, Tiếng rít gào này mặc dù không hùng hầu bằng thần thông long ngâm của Giang Trần, thế nhưng cũng có một khí thế kinh người, giống như sóng dữ điên cuồng, khuếch tán ra toàn bộ sơn môn bảo thụ tông. Đan phi lăng không mà đứng, đôi mắt phượng lập tức tập trung cả sơn môn bảo thụ tông, thần thức triển khai toàn bộ. Trong một nội viện ở nơi bí mật của bảo thụ tông, có một đạo thân ảnh giống như tia chớp lao ra. Cao nhân phương nào, tới thụ linh tông ta có gì chỉ giáo. Người này một thân y phục đẹp đẽ, quý giá, tướng mạo cũng không phải quá kém, lông mày rậm, nhìn qua khiến cho người khác cảm thấy người này không hề giống ác nhân gì. Chỉ là nhìn người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài, người chính là Tần Thập Tam, đôi mắt lạnh lẽo của Đan Phi nhìn chằm chằm vào người này. Đúng vậy, tại hạ là Tần Thập Tam, cô nương là, Tần Thập Tam thấy Đan Phi có khí thế bất phàm như vậy, trong lúc nhất thời cũng không rõ, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà Tần Thập Tam này rốt cuộc cũng là cường giả thánh cảnh. Lập tức cảm giác được phía dưới có mùi máu tươi. Ánh mắt thoáng liếc qua, lại nhìn thấy hơn 10 võ giả của Thụ Linh tông lúc này chỉ còn là những cổ thi thể không đầu nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tần Thập Tam khẽ kêu một tiếng, trầm giọng hỏi: "Cô nương là thần thánh phương nào, tới Thụ Linh tông ta không thông báo lại trực tiếp xâm nhập, như vậy không khỏi quá mức vô lễ a?" À. Đan Phi cười lạnh một tiếng: "Giết người cũng cần thông báo sao?" Tần Thập Tam nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nói như vậy những người này đều do ngươi giết, những người này làm sằng làm bậy chắc hẳn là do người làm tông chủ như ngươi dung túng. Đã như vậy ngươi đi cùng bọn chúng đi, Đan Phi lạnh nhạt nói, nàng vốn không cần phải nói nhảm nhiều với tần thập tam này như vậy. Các ngươi còn có bao nhiêu người, kêu hết ra đi, tần thập tam nghe vậy hít sâu một ngụm khí lạnh, hắn cảm thấy nữ tử xinh đẹp giống như tiên nữ này có chút thâm bất khả chắc. Hắn có một loại trực giác, thực lực của nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Cô nương, tại hạ tần thập tam, nếu như có chỗ gì đắc tội với cô nương tần mỗ sẽ bồi tội với cô nương. Tần thập tam lăn lộn trong giang hồ đã lâu, cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thất sát ý trong mắt đan phi ngập trời, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám cứng rắn, mà miệng mềm nhũn, ý đồ dùng biện pháp này hòa giải. Bởi vì hắn không dám xác định, nếu như trực tiếp động thủ mà nói, hắn có ưu thế gì hay không. Bồi tội, đan phi lạnh nhạt nói, có chút tội, người cảm thấy chỉ bằng vào một câu bồi tội mà có thể bỏ qua hay sao. Tần thập tam nghiêm túc, ôm quyền nói, cô nương, tần thập tam ta không phải là hạng người vô danh. Khâu trưởng lão của thiên hà cung trên bát vực chính là biểu thúc của ta. Tại hạ, đủ ôi, đan phi cười nhạt một tiếng, người có phải hạng người vô danh hay không, không có bất kỳ quan hệ nào với việc ta giết người. Tần thập tam chưa từng thấy qua đối thủ nào dầu muối không ăn như vậy, sắc mặt lạnh lẽo không thôi. Cô nương, người muốn giết tần mỗ thì cũng phải cho tần mỗ một câu trả lời cho rõ. Nhìn khí chất và thân thủ của cô nương, nhất định là thiên tài đại môn đại phái. Không biết là thiên tài cửu dương thiên tông hay là thiên tài bất diệt thiên đô. Biểu thúc ta là trưởng lão thiên hà cung, thiên hà cung cũng là tông môn nhất phẩm, cho dù cô nương hương sư vấn tội, dù sao cũng phải nghĩ cho kỹ a. Thiên hà các, đan phi nhíu mày, thiên hà cung là nơi nào, chưa từng nghe qua, ồ, tần thập tam triệt để sửng sốt, trên cương vực nhân loại này thậm chí còn chưa có người nghe nói qua thiên hà cung hay sao. Trong lúc nhất thời tần thập tam cảm thấy đầu óc mình dường như có chút ngắn, không theo kịp suy nghĩ. Hắn vốn còn muốn mượn tên tuổi Thiên Hà cung áp chế nữ tử này, thế nhưng hắn lại phát hiện ra ý nghĩ của mình rất là ngu ngốc. Hiện tại hắn cũng không xác định rốt cuộc đối phương thực sự vô tri hay là cố ý như vậy. Quả thực Đan Phi chưa từng nghe qua Thiên Hà cung, năm đó nàng lưu lạc giang hồ, được Khổng Tước đại đế cứu đi. Theo Khổng Tước đại đế tu luyện võ đạo, đối với chuyện bên ngoài cũng không quan tâm chương 2238, rằng co, ân co, cô nương, thiên hà cung là một trong tám đại tông môn nhất phẩm trên bát vực. Ở cương vực nhân loại cũng là tồn tại nhất đẳng, tần thập tam nhịn không được cao giọng nói. Đan phi nhíu mày nói, ngươi nói xong chưa, tần thập tam triệt để không có cách nào, nén giận hỏi. Cô nương, nói như vậy ngươi cố ý muốn đối nghịch với tần mỗ. Muốn đối nghịch với thiên hà cung, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tới giết ngươi mà thôi, tại hạ rốt cuộc có chỗ nào đắc tội cho dù chết cũng để cho tại hạ chết một cách minh bạch chứ tần thập tam cười lạnh nói ta khuyên một câu cô nương chớ hùng hổ dọa người nếu không cho dù ngươi là thiên tài đại tông môn hôm nay chỉ sợ cũng phải rước lấy nhục nhã đan phi lạnh nhạt chỉ vào những nữ tử phía dưới người không ra người thú không ra thú dùng những nữ tử này làm niềm vui còn chưa đủ để cho ngươi chết còn nữa ngươi chiếm giữ cơ nghiệp của người khác có đủ để cho ngươi chết một lần hay không ha 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 hẳn là cô nương cảm thấy nên bênh vực nữ tử thế tục giống như heo chó này sao tần thập tam cười ha hả nói những nữ tử thế tục này giống như con sâu cái kiến vậy trong mắt võ giả chúng ta ngay cả heo chó cũng không bằng cô nương chẳng lẽ cô nương không ăn thịt tần thập tam cảm thấy rất buồn cười bênh vực nữ tử thế tục bênh vực kẻ yếu sao nữ tử này thực sự là thiên tài tông môn nhất phẩm sao tần thập tam không nhịn được mà có chút hoài nghi đan phi than nhẹ một tiếng Ngươi xem người thế tục là heo chó, ta cũng xem ngươi là heo chó. Ngươi đã giết các nàng, ta sao lại không thể giết được ngươi cơ chứ? Tần Thập Tam nghe những lời này, nộ khí bừng bừng phấn chấn nói: Ta chính là cường giả thánh cảnh, há là thứ mà những con sâu cái kiến thế tục này có thể so sánh? Con sâu cái kiến thế tục, không phải là tính mạng hay sao? Con sâu cái kiến có tội gì? Đan Phi ngày càng lạnh lùng nói: Con sâu cái kiến vô tội, vô tội là vì yếu nhược. Ai bảo các nàng yếu nhược? nhỏ yếu thì phải có giác ngộ làm thứ mua vui cho chúng ta tần thập tam hiển nhiên cảm thấy mình làm vậy không có bất kỳ vấn đề gì ngược lại cô nương ngươi chẳng lẽ thực sự là đệ tử đại tông môn hay sao tần thập tam hoài nghi đan phi thản nhiên nói ta không phải là đệ tử đại tông môn gì muốn giết ngươi cũng không cần phải đệ tử tông môn gì tần thập tam hôm nay cho dù ngươi nói cái gì cũng khó tránh thoát khỏi cái chết đan phi đã quyết định giết đối phương không phải đệ tử tông môn Tần thập tam lạnh lùng đánh giá đan phi, trong lúc nhất thời có chút bán tín bán nghi. Sao nào, ngươi đã đám lấy cơ nghiệp người ta, không phải dũng khí chiến một trận cũng không có đó chứ. Đan phi cười lạnh, lấy cơ nghiệp người khác, nơi này vốn là vô chủ. Khi tần mỗ tới nơi này, nơi này là nơi vô chủ, cần gì phải lấy cơ nghiệp người khác. Ánh mắt tần thập tam đột nhiên khẽ động, nói, hẳn là cô nương có liên quan với nơi này đúng không? Ngươi nói quá nhiều đấy, Đan phi căn bản không thèm nói nhảm dao găm vung vẩy, phong vân đột nhiên biến sắc. Quang mang trong hư không giao thoa, trong lúc dao găm huy động, đã chém tới trước mặt tần thập tam. Trong lòng tần thập tam trầm xuống, thầm giật mình, không dám lãnh đạm. Tay nắm một thanh đao rộng bản, vùng đao chém ngang, chém về phía eo đan phi. Thực lực của thần thập tam trên thực tế là địa thánh cảnh, thế nhưng hắn lại nói với bên ngoài là thánh cảnh sơ dai, trên thực tế là che giấu tung tích. Tu vi thực tế của hắn lại là cao thủ thánh cảnh ngũ trọng, tu vi bực này ném tới hoàng loại đại môn đại phái, tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng nếu như đặt ở loại địa phương như vạn tượng cương vực, nhất là loại thâm sơn cùng cốc như liên minh thập lục quốc, đây tuyệt đối là tồn tại vô cùng đáng sợ. Đây là nguyên nhân vì sao tần thập tam có thể chiếm cứ được bảo thụ tông nhiều năm như vậy, mà không người nào có thể khiêu chiến hắn. Thế lực lớn trương mắt, thế lực nhỏ căn bản không có cạnh tranh với hắn. Hơn nữa tần thập tam quả thực có quan hệ họ hàng với khâu trưởng lão của thiên hà cung làm cho hắn dùng chiêu bài tông môn nhất phẩm, với tư cách làm chỗ dựa, cũng có thể chấn nhiếp không ít người. Chỉ là khi hắn giao thủ với Đan Phi, trong lòng đã cảm giác được tu vi của nữ nhân này tuy rằng có thể không cao bằng hắn, nhưng luận thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Binh khí hai người va chạm, bắn ra vô số tia lửa. Tần thập tam cười giữ tợn một tiếng, thanh đao rộng bản cuốn một cái, một cỗ đao khí đáng sợ bay thẳng về phía hơn 10 nữ tử thế tục trong biệt viện kia. Nếu như bị đao khí này cuốn vào, tuyệt đối sẽ biến thành thịt nát. Đan Phi bị hành động này của Tần Thập Tam chọc giận, đáp xuống, dao găm lần nữa chém ra, một đạo cương phong ngăn cản đao khí kia. Mà thân thể nàng lại bị đao khí này va chạm, thân thể nhoáng lên một cái, lui lại mấy trượng. Chậc chậc, hay cho một tiểu cô nương giả nhân giả nghĩa, xem ra ngươi quả thực suy nghĩ cho con sâu cái kiến thế tục. Nếu như vậy, ngươi lưu lại cho Tần Mỗ, làm bạn cùng các nàng đi. Sau mấy chiêu, Tần Thập Tam cũng đã dò xét ra thực lực của đối phương thực lực của hắn có lẽ còn có thể đàn áp nữ tử này một bậc. Mà nữ tử này ném chuột sợ vỡ bình, lo lắng an nguy của những nữ tử thế tục này. Chuyện này đối với tần thập tam mà nói, đây là một cơ hội có thể lợi dụng. Chỉ cần lợi dụng tốt điểm này, đánh bại nàng, thậm chí là bắt giữ nàng cũng có khả năng. Tần thập tam nhìn thấy sự mỹ mạo của Đan Phi, lại nghe nói nàng không phải là đệ tử tông môn, lại thấy nàng dường như còn có quan hệ gì đó với bảo thủ tông. Trong lúc nhất thời tâm tư của tần thập tam bắt đầu lung lay lúc trước hắn kiêng kỵ nhất là đan phi là thiên tài tông môn nhất phẩm cho nên lúc nói chuyện không dám đắc tội quá phận sợ là trăng khuyết khó tròn giờ phút này hắn cảm thấy thực lực đan phi quả thực không tệ nhưng hiển nhiên còn chưa tới tiêu chuẩn đệ tử thân truyền của tông môn nhất phẩm cho nên ý nghĩ của hắn cũng bắt đầu khác nhiều đi sự kiêng kỵ lúc đầu chậm rãi chuyển biến thành ý niệm tà ác trong đầu năm đó đan phi rời khỏi thiên quế vương quốc tu vi bất quá chỉ là linh cảnh mà thôi sau khi lưu lạc giang hồ lại được khổng tước đại đế cứu, được khổng tước đại đế ban ân, tẩy tủy phạt mau, kích phát tiềm lực tu luyện trong cơ thể. Những năm này tiến bộ của nàng cũng rất lớn, tuy rằng không biến thái bằng giang trần, nhưng mà khổng tước đại đế lại căn vào thể trạng của nàng làm tạo ra một bộ công pháp luyện thể, khiến cho tu vi của nàng cũng tới cấp độ thánh cảnh tứ trọng. Lần trước bế tử quan, Đan Phi cũng được đột phá. Chính là bởi vì thực lực tăng lên một mảng lớn, lần này Đan Phi trở lại cố thổ mới thuận lợi như vậy. Trên đường đi, một ít tán tu có ý đồ xấu với nàng đều bị nàng giáo huấn nhẹ nhõm